Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 59. Nghe thấy giám khảo kia nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, hai chân trên người hắn, chẳng lẽ ta bắt hắn quỳ hắn liền phải quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Nghe vậy, giám khảo nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ điều gì có thể bắt bẻ, bất quá hắn mặt ngoài lại phẫn nộ không thôi. Hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm đang nói bóng gió, ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi không quỳ gối, nếu như ngươi quỳ, là ngươi thấp hèn mà thôi, ta cũng không có biện pháp gì. Ngươi dám vũ nhục giám khảo, lão phu xem ngươi cũng không cần khảo hạch nữa. Một giám khảo khác mặc trường bào màu xám âm thanh lạnh lùng nói, lúc này hắn nhất định phải đứng đi ra duy trì lợi ích giám khảo. Tiểu tử này chỉ là một kẻ ngoại lai, vừa tới nơi này liền phách lối như thế, về sau còn như thế nào? Vừa dứt lời, sau lưng ba giám khảo khác cũng đi ra, năm người đứng thành một loạt, sát khí nặng nề chờ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhàn nhạt nhìn Sở Văn quỳ trên mặt đất, nói, ngươi nói có ít người không phải ta có thể đắc tội, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi, ta có thể đắc tội hay không? Tiêu Phàm đứng chắp tay, rất có một phen cao thủ phong phạm, nhìn xuống Sở Văn quỳ trên mặt đất, ánh mắt kia tràn ngập hờ hững. Ở đây hơn 100 tu sĩ tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là vô cùng cuồng. Để người Sở ra quỳ xuống cũng liền thôi, vậy mà còn được lý không tha người. Sở Văn không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ở trước mặt ngươi bị ăn phải thiệt thòi lớn, qua một lúc nếu là kinh động những người Sở ra khác, nhìn ngươi có kết cuộc như thế nào. Sở Văn quỳ trên mặt đất, hai chân có chút nhũn ra, gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là sợ hãi và ác độc. Vẫn rất ngang, Tiêu Phàm bắt chước giọng nói Sở Văn trước đó, làm chuyện sai liền nên xin lỗi. Điểm ấy lễ nghi không cần ta dạy ngươi chứ. Dứt lời, một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng não hải Sở Văn đầu choáng váng, đột nhiên hung hăng hướng mặt đất đập. Âm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, trán Sở Văn chảy ra không ít máu tươi, bất quá hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ngươi trẻ tuổi, ta thấy ngươi nên biết điểm dừng, nhị thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó một giám khảo uy hiếp nói. Tiêu Phàm chưa từng đem bọn hắn đặt ở trong lòng, bọn hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà bọn hắn lại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, đừng nhìn bọn họ là giám khảo, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chiến đế cảnh, trong cả tòa cổ thành không đáng kể chút nào. Đều là chút thế lực tiểu nhân, các ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm khinh thường nói, lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng mấy người đi. Mấy tu sĩ chiến đế cảnh căn bản không cần hắn toàn lực xuất thủ. Vẹn vẹn khí thế liền ép bọn hắn không thở nổi. Phù 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 mấy tiếng giòn vang, năm cái giám khảo cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cả gan làm loạn như thế, cũng dám bắt bọn hắn quỳ xuống. Tu sĩ Nam vực đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét trứng vịt, sau đó như tị xà hạt hướng về chân tường đại điện thối lui. Tên gia hỏa này chắc chắn bị điên rồi, nhất định phải phân rõ giới tuyến cùng hắn. Bằng không làm sao chết đều không biết. Nơi này chính là cổ tộc Sở gia đó, ngươi dám để người Sở gia nhiều lần quỳ xuống, Sở gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, căn bản không có mảy may sợ hãi, hắn dám làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn từ trong trí nhớ mấy người Sở Vân Bắc đã sớm thăm dò đại khái tình huống cổ tộc Sở gia, nói là cổ tộc Sở gia không sai, nhưng nói đến cùng. Đây cũng chính là một tòa thành trì mà thôi. Sở gia lớn biết bao, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, trải qua hơn vạn năm sinh sôi, Sở gia chi thứ vô số, căn bản đếm không nổi. Người ở đây trừ Sở Văn, mấy dám khảo đoán chừng đệ tử Sở gia dòng thứ đều không phải, Sở gia cao tầng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà tìm mình gây phiền phức. Những chiến thánh cảnh cũng không vì loại sự tình này làm to chuyện. Nếu không đoán chừng toàn bộ Sở gia đã sớm loạn. Nơi này nói là cổ tộc Sở gia, kỳ thật còn không bằng nói là một tòa cổ thành so với Vô Song Thánh Thành càng thêm phồn vinh mà thôi. Nơi này ủng hộ giết chóc, ủng hộ cạnh tranh, bằng không mà nói thành trì cũng không chịu nổi tu sĩ nhân loại sinh sôi liên tục trên vạn năm. Bắt bọn hắn quỳ xuống,
Tiêu Phàm có lẽ sẽ có không ít phiền phức, nhưng còn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn mặc dù không muốn bại lộ thân phận bản thân, nhưng càng không phải một kẻ ăn thiệt thòi, không may dĩ nhiên chính là bọn Sở Văn hắn. Sở Văn, tại sao còn chưa xử lý xong, nhị thiếu chờ không được kiên nhẫn. Đột nhiên, cửa ra vào vang lên một đạo thanh âm, chỉ thấy một nữ tử váy trắng đi tới. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, chỉ thấy Sở Văn đối với Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, trán sớm đã máu me đầm đìa. Mặt khác, năm giám khảo cũng quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Sở Văn, người đang làm gì? Nữ tử váy trắng hét lớn, sau đó hung dữ nhìn Tiêu Phàm, phẫn nộ nói, là người đang làm trò quỷ. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn biết rõ, muốn dàn xếp ổn thỏa đoán chừng không phải đơn giản như vậy, chờ lâu như vậy, đoán chừng Sở Vân Bắc đã hơi không kiên nhẫn. Xem ra vẫn là phải bại lộ thân phận. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, những đệ tử cổ tộc so với hắn nghĩ còn càn rỡ bá đạo hơn, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hắn phát hiện sự tình thường thường sẽ không thuận lợi dựa theo kế hoạch phát triển, hắn vốn chỉ muốn lẳng lặng tìm cha mẹ mình, sau đó cứu bọn hắn liền rời đi, hiện tại xem ra là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm cho tới bây giờ không sợ, người tranh một hơi Phật thụ một nén nhang. Hắn sẽ không uất ức sống một thế, dù đứng trước mặt hắn là thần thì sao? Dám để cho người Sở gia ta quỳ xuống, người sẽ chết rất thảm. Ta sẽ đi tìm nhị thiếu, nữ tử váy trắng phẫn nộ nói. Không thể không nói nàng rất thông minh, liền Sở Văn đều không có sức phản kháng, coi như nàng cũng khẳng định không phải là đối thủ, cùng lưu ở chỗ này không bằng đi tìm Sở Vân Bắc, đến thời điểm có biện pháp đưa hắn. Người cũng quỳ xuống, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Linh hồn chi lực của chiến thánh cảnh đỉnh phong xông thẳng não hải nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng vừa mới chuẩn bị quay người, đột nhiên đầu choáng váng một trận, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đám người đã chết lặng, tiểu tử này nhất định chính là muốn nghịch thiên, đến một người quỳ một người, thủ đoạn này cũng quá quỷ dị. Bọn hắn đã tưởng tượng hậu quả của Tiêu Phàm, nếu để cho những người Sở gia khác biết rõ nhất định sẽ chết rất thảm, trừ phi đem tất cả mọi người nơi này giết. Bằng không sự tình nơi này nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Chỉ là Tiêu Phàm dám đem người ở đây đều giết à, hiển nhiên không thể, trừ phi hắn không muốn sống. Đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội hung thần này, rất nhiều người trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước đó Trương Hạo bị Tiêu Phàm một cái tát bay. Liền người Sở ra hắn đều dám trả đạp, huống chi một tu sĩ đại thương đế triều đây. Nhìn người Sở gia quỳ trên mặt đất, đám người cảm giác rất khó chịu, bọn hắn đi không được, đợi cũng không xong, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Sở gia mau chạy tới một kẻ lợi hại một chút, đem tiểu tử này thu phục. Sở Văn, Sở Nghiên, còn muốn bản thiếu gia tự mình mời các ngươi hay sao? Dày vò hồi lâu, cửa ra vào rốt cục truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Chẳng biết tại sao, đám người nghe được thanh âm này có cảm giác như chút được gánh nặng. Đối với chủ nhân thanh âm này bọn hắn đều có chút quen thuộc, rất hiển nhiên người tới chính là Sở Vân Bắc. Theo đám người, Sở Vân Bắc có được 4 chiến thánh cảnh thủ hạ, nếu không phải hắn thân phận rất cao thì chính là hắn thực lực rất mạnh. Vô luận điểm nào đều đủ để bỏ qua việc này. Người chưa đến, thanh âm Sở Vân Bắc thập phần phách lối vang lên, bất quá tại cổ thành Sở gia cũng xác thực không có mấy người dám như hắn, về phần thân phận hắn. Cho dù chiến thánh đỉnh phong nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, hắn đã thập phần không kiên nhẫn, lúc đầu hắn còn muốn để hai hạ nhân khác tiến đến nhìn một cái. Nhưng mà sau khi Sở Nghiên tiến vào đại điện liền không có hồi âm, hắn lại sợ hai người này vào đến sau đó cũng không đi ra. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đích thân nhìn một chút, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng hắn khá phẫn nộ. Vừa vặn tiến đến tìm mấy người phát tiết một cái. Chẳng qua là khi hắn mang theo hai thanh niên nam nữ khác xuất hiện ở cửa đại điện, cũng trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn một màn trong đại sảnh. Sở Văn, Sở Nghiên, các ngươi đang làm gì? Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, bên cạnh hắn một thanh niên mặc áo đen khác quát lạnh nói. Nhị thiếu, cứu ta! Nữ tử váy trắng Sở Nghiên kêu to, trong mắt hơi nước bốc hơi, tựa như nhận rất lớn ủy khuất. Ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống trước mặt một kẻ ngoại lai,
đối với bọn hắn mà nói đúng là sỉ nhục rất lớn. Lại là ngươi, con ngươi Sở Vân Bắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý lấp lóe. Nếu như nói Nam Vực hơn 100 người còn có ai để Sở Vân Bắc khắc sâu ấn tượng, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm. Lần thứ nhất Tiêu Phàm bước vào thuyền liền có chút không an phận, dẫn phát đám người bạo động, khiến hắn chú ý Tiêu Phàm một chút, bất quá khi đó cũng căn bản không đặt ở trong lòng. Lần thứ hai là lúc Tiêu Phàm xuống thuyền đối với cổ thành Sở gia đánh giá làm hắn thập phần khó chịu, thiếu chút nữa thì động thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần thứ ba nhìn thấy tiểu tử này cũng dám để người Sở gia bọn hắn quỳ xuống, đợi một thời gian nữa còn như thế nào. Tự tìm cái chết, dám để người Sở gia cho ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen kia gầm thét một tiếng, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đám người cổ quái nhìn thanh niên mặc áo đen, nếu như Sở Vân Bắc xuất thủ, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng nhưng nam tử mặc áo đen này. Ngươi cũng quỳ xuống, đám người còn chưa kéo suy nghĩ trở về, Tiêu Phàm thanh âm lạnh lẽo tiếp tục vang lên, thân ảnh thanh niên mặc áo đen từ hư không rơi xuống, hai chân uốn cong, trực tiếp quỳ gối trước Tiêu Phàm. Cái động tác kia tựa như bay qua là vì quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, động tác thập phần phiêu giật thoải mái. Nữ tử bên người Sở Vân Bắc nguyên bản cũng muốn tiến lên nhưng lại ngừng bước chân, Sở Văn cùng Sở Nghiên bọn hắn đều bị bức quỳ xuống, coi như nàng xông lên lại có thể làm gì. Thực lực bọn hắn cũng chỉ 8 lạng nửa cân mà thôi, ai cũng không mạnh hơn ai. Sự thật chứng minh nàng nghĩ là chính xác, thanh niên mặc áo đen kia chính là tấm gương tốt nhất, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng có chút may mắn bản thân không có xông lên, bằng không cùng bọn Sở Văn chẳng tốt đẹp gì. Nhị thiếu, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, người này nhục nhã chúng ta, chính là nhục nhã nhị thiếu. Sở Nghiên rút tiếng nói, khóc lê hoa đái vũ. Một nữ hài tử ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ gối Tiêu Phàm, quả thật có chút chướng tai gai mắt. Bất quá khi đó nếu như không phải nàng đối với Tiêu Phàm động sát niệm, Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho nàng quỳ xuống. Ngươi là ai? Sở Vân Bắc không để ý tới Sở Nghiên bọn hắn, mà là lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, hắn không nghĩ tới Sở Vân Bắc vậy mà không có vọng động như hắn tưởng tượng như vậy, bây giờ nhìn đến, Sở Vân Bắc cũng không ngốc. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, hắn biết rõ việc đã đến nước này nếu như không cùng Sở Vân Bắc bại lộ thân phận, sự tình đoán chừng không tốt. Sở Vân Bắc cau mày một cái, hắn thật sự không biết Tiêu Phàm là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, bằng vào khí tức hồn lực chiến thánh cảnh liền không phải người bình thường có thể so. Đột nhiên, một cỗ ý niệm bàng bạc xông vào trong đầu Sở Vân Bắc, toàn thân Sở Vân Bắc run rẩy dữ dội, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không ngừng run rẩy. Người Sở Vân Bắc kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bờ môi phát run, hồi lâu đều không nói nổi một câu. Ta tới nơi này ngươi một người biết rõ là được, ngươi cũng biết rõ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng sống không được. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm không phải đang uy hiếp hắn, nếu như Sở Vân Bắc muốn hắn chết, như vậy Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn, dù là Sở Vân Bắc là biểu ca hắn. Trong mắt Sở Vân Bắc đều là vẻ khó tin, nếu như không phải Tiêu Phàm vừa trong nháy mắt khống chế tư tưởng hắn. Hắn thật đúng là không tin người trước mắt chính là Tiêu Phàm. Nhưng mà sự thật chính là như thế, người có thể khống chế tư tưởng hắn, trừ Tiêu Phàm, không còn người khác. Sở Vân Bắc hít sâu một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không phát sinh. Tiêu Phàm mỉm cười, thần sắc Sở Vân Bắc làm hắn thập phần hài lòng, có thể nhanh như vậy ra quyết định, hắn ngược lại cũng không phải không có bất kỳ chỗ không thích hợp. Theo người khác thấy, thần sắc Sở Vân Bắc biểu hiện chỉ là hắn phẫn nộ mà thôi. Nhị thiếu, người này không đem Sở gia chúng ta coi ra gì, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta. Sở Văn quát ầm lên, thanh âm hắn có chút khàn khàn, trên đầu máu tươi róc rách chảy ra. Sở Vân Bắc từng bước một hướng Tiêu Phàm, tất cả đám người đều lộ ra vẻ hờ hững cùng lo lắng, bọn hắn chỉ hy vọng Sở Vân Bắc không đem lửa giận phát trên người bọn hắn. Sở Văn cùng Sở Nghiên mấy người càng là cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, thực lực Sở Vân Bắc có lẽ không làm sao, nhưng ở chỗ này còn không có người nào dám đắc tội hắn, bọn hắn mấy người đều là cấp dưới trung thành nhất của Sở Vân Bắc,
Sở Vân Bắc nhất định sẽ báo thù cho bọn hắn. Nhị thiếu, giết hắn. Sở Văn nhìn thấy Sở Vân Bắc đi tới, vô cùng kích động. Ba, vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, cả người Sở Văn đột nhiên bay ngược ra, hung hăng nện ở vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, không ít người xoa xoa con mắt, còn tưởng là mắt mờ. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Vân Bắc, một tay hắn còn dừng lại ở không trung, rất hiển nhiên, vừa nãy đúng là một tay hắn đập bay Sở Văn. Sở Vân Bắc đập bay Sở Văn, điều này sao có thể? Hắn không giết Tiêu Phàm báo thù cho bọn hắn sao? Tất cả mọi người nghĩ không ra, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng mà đây chính là sự thật. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh đứng ở đó, một bộ sự tình không liên quan đến mình. Ngươi cũng có thể ra lệnh bản thiếu gia. Sở Vân Bắc lạnh như băng quét Sở Văn một cái, lạnh giọng nói. Sở Văn bụng mặt, một mặt đáng thương, hắn thực sự nghĩ không ra bản thân sai ở nơi nào, bất quá cũng không dám phản bác Sở Vân Bắc nói. Huynh đệ của ta đánh các ngươi là phúc khí các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy huynh đệ ta, liền cũng như nhìn thấy ta, đến tất cung tất kính, nghe chưa? Sở Vân Bắc tiếp tục nói. Huynh đệ, nghe được hai chữ này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nghiên bọn hắn nào dám kháng nghị, tất cả đều cung kính gật gật đầu. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, trước đó ngươi không phải kém chút cùng hắn động thủ à, làm sao đột nhiên biến thành huynh đệ ngươi đây? Huynh đệ, mấy hạ nhân không hiểu chuyện, mong tạm tha bọn hắn. Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt miễn cưỡng gạt ra ý cười. Thôi, Tiêu Phàm gật đầu, cỗ uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Mấy người Sở Nghiên như chút được gánh nặng, tất cả đều đứng dậy. Sở Vân Bắc gọi hắn là huynh đệ, trong lòng Tiêu Phàm mặc dù không có thừa nhận, nhưng không có phản bác, nói đến cùng, hai người bọn hắn đúng là huynh đệ. Hơn nữa, có tầng quan hệ này, Tiêu Phàm sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, dứt khoát cũng liền thừa nhận, hắn cũng tin tưởng Sở Vân Bắc là một kẻ biết rõ nặng nhẹ, khẳng định không dám bại lộ thân phận bản thân. Còn không đến xin lỗi huynh đệ ta. Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm phối hợp như vậy, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía những người kia quát lên. Sở Văn cùng Sở Nghiên mấy người nào còn dám do dự, mấy vị giám khảo cũng vội vàng chạy tới, huynh đệ Sở Vân Bắc không phải bọn hắn có thể vũ nhục. Coi như ăn thiệt thòi cũng ăn không, chẳng lẽ còn đi tìm Sở Vân Bắc gây phiền phức sao? Thật xin lỗi. Mấy người đi đến trước người Tiêu Phàm bái nói. Bất quá bên trong ánh mắt bọn hắn lại cực kỳ không phục. Xin lỗi chính là thành ý này sao? Sở Vân Bắc thấy thế con người u lãnh vô cùng, lúc này lại còn dám không phục, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ta xem việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Xem huynh đệ ta cầu tình cho các ngươi, tha cho các ngươi tiếp tục khảo hạch, huynh đệ. Ta xem ngươi cũng không cần phải khảo hạch, tài nghệ ngươi còn không tin phải không? Sở Vân Bắc nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nơi nào còn có suy nghĩ động đến Tiêu Phàm, trừ phi không muốn sống. Nên như thế nào thì như thế đó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lấy năng lực hắn luyện chế thất phẩm đan dược căn bản không có bất kỳ độ khó, cần gì phải cần vào miệng lưỡi người đây. Huynh đệ nói đúng. Sở Vân Bắc cười nói, trong giọng nói đều là vẻ lấy lòng. Đám người cổ quái nhìn Sở Vân Bắc, nhất là bọn Sở Văn, bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc thời gian mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sở Vân Bắc quỳ gối khom người như thế. Có thể được Sở Vân Bắc xưng là huynh đệ, cả tòa cổ thành cũng không có mấy ai, tiểu tử này lại có tài đức gì đây? Mấy người trong đầu lóe qua một cái ý niệm, Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị bọn hắn bóp tắt. Bọn hắn đều gặp qua Tiêu Phàm, người trước mắt cùng Tiêu Phàm hoàn toàn là hai người, khí tức hồn lực đều hoàn toàn khác biệt. Còn đứng ngây đó làm gì, khảo hạch cho huynh đệ ta. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát. Vâng, nhị thiếu. Mấy giám khảo nào còn dám do dự, mấy người sắc mặt khó xử, trong lòng cực kỳ bực bội, nào sẽ nghĩ đến thay Sở Vân Bắc nói chuyện còn bị Sở Vân Bắc mắng đây.
xin ngài đăng ký một cái tư liệu, sau đó đi luyện dược thất số 1. Trong đó một áo xám lão giả cung kính nói. Nam vực đại ly đế triều, kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, có Sở Vân Bắc tầng quan hệ này, nghĩ đến cũng không người dám tìm hắn để gây sự. Nếu như còn có ai không có mắt, vậy cũng thuận tiện giải quyết. Đám người nhao nhao nhớ kỹ cái tên kiếm hồng trần này, về sau nhìn thấy hắn nhất định phải tránh. Kiếm thiếu, mời tới bên này, vòng thứ nhất khảo hạch ngài có thể chọn lựa linh dược ngài cho rằng phù hợp, sau đó trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược là coi như thông qua khảo hạch. Lão giả áo xám cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu rồi đi vào trong phòng luyện dược số 1, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nói tiếng tạ ơn, bất quá nghĩ đến lão đầu này trước đó phách lối, Tiêu Phàm liền thập phần khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi vào luyện dược thất số 1, lão giả áo xám lau lau mồ hôi trán, hắn sợ Tiêu Phàm không hài lòng, sau đó làm Sở Vân Bắc nổi giận. May mắn, Tiêu Phàm cũng không phải là một kẻ khó chơi, kỳ thật không chỉ là hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần ta còn có chút giá trị lợi dụng, hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Trong lòng Sở Vân Bắc nghĩ thầm. Ngươi nói không sai. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh đạm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc, toàn thân Sở Vân Bắc run rẩy dữ dội, hắn nhất thời quên chủng ma chi thuật quỷ dị. Suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Phàm đều biết rõ, căn bản giấu giếm không được. Nếu như không phải xem ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, dù ngươi là biểu ca ta, ta cũng giết không tha. Thanh âm băng lãnh của Tiêu Phàm lại vang lên, đương nhiên nếu như ngươi không có làm ra việc gì bất thường, ta cũng sẽ không giết ngươi, có lẽ tương lai sẽ giải trừ khống chế đối với ngươi cũng không chừng. Chỉ dựa vào uy hiếp là thu phục không được một người, chí ít còn phải cho hắn hy vọng sống sót. Vâng, ta biết phải làm sao. Sở Vân Bắc trong đầu hồi đáp, hắn biết rõ bản thân về sau ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung. Nếu là vạn nhất bị Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tuyệt đối là hứng chọn. Tiêu Phàm tiến vào luyện dược thất số 1, những người khác cũng bắt đầu khảo hạch, bất quá so với Tiêu Phàm đạm nhiên, bọn hắn rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược, đối với phần lớn người mà nói cũng không phải là rất khó, nhưng cũng có một số ít khả năng bởi vì lâm trận phát huy không tốt mà không thể thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch cố nhiên thật đáng mừng. Nắm giữ tư cách tham gia vạn thánh dược điển, nhưng nếu như không thể thông qua khảo hạch, đây chính là sẽ bị trừng phạt. Bởi vì không cách nào thông qua khảo hạch thì tương đương với đang lừa gạt cổ tộc Sở gia, người như vậy có khả năng rất lớn bị dùng để sung làm dược nô. Tại Sở gia, địa vị dược nô cực kỳ thấp, căn bản không có bất luận quyền gì, liền tựa như viện trưởng Lục Vũ Thần Phong học viện lúc trước, bị người Sở gia sung làm dược nô, làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian sau nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm cầm một cái bình ngọc đi ra, Sở Vân Bắc đi lên, luyện chế thành công. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đem bình ngọc đưa cho một giám khảo trong đó nói, đây là đan dược ta luyện chế, phiền các vị giám khảo đánh giá. Kiếm thiếu nghiêm trọng. Mấy giám khảo có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận bình ngọc, thời khắc vào tay, bình ngọc còn có một tia dư ôn. Bọn hắn đã có thể sơ bộ xác định, đan dược bên trong bình ngọc này là Tiêu Phàm vừa mới luyện chế, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là xác nhận thành phần đan dược. Mấy giám khảo xem xét thật lâu, cuối cùng áo xám lão giả hít sâu một cái mở miệng nói, đây là bát phẩm trung cấp đan dược, chúc mừng kiếm thiếu thông qua khảo hạch. Bát phẩm đan dược, đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm nhìn qua vẫn chừng 20 tuổi. Chừng ấy tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư tuyệt đối coi là thiên tài, phải biết, Tiêu Phàm còn là một cường giả chiến thánh cảnh. Hơn 20 tuổi đột phá chiến thánh cảnh, các cổ tộc lớn đều có không ít người như vậy. Đồng dạng, hơn 20 tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư, cổ tộc Sở gia cũng không thiếu khuyết dạng thiên tài này. Nhưng hơn 20 tuổi đã đột phá chiến thánh cảnh lại có thể luyện chế bát phẩm đan dược, tuyệt đối thập phần hiếm thấy, cũng khó trách đám người không tin. Người như vậy nhất định chính là yêu nghiệt a. Ha ha, chúc mừng kiếm huynh. Sở Vân Bắc chắp tay cười nói, trong lòng cũng thập phần không bình tĩnh, hắn thấy Tu La Điện chủ cũng không phải vạn năng. Hắn ngay từ đầu cho rằng Tiêu Phàm có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược coi như lợi hại,
hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm nói. Khóe miệng đám người giật một cái, lời nói Tiêu Phàm quá đả kích người, điều trùng tiểu kỹ liền có thể luyện chế bát phẩm đan dược, nếu như xuất ra toàn bộ thực lực thì sao? Sở Vân Bắc cũng không dám suy nghĩ lung tung, sợ đắc tội Tiêu Phàm, chỉ có thể gật đầu cười nói, kiếm huynh cao thủ, quả nhiên làm được. Ta xem như thông qua khảo hạch rồi chứ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía áo xám lão giả nói. Kiếm thiếu luyện chế ra bát phẩm đan dược tất nhiên thông qua. Áo xám lão giả đầu như gà con ăn gạo, gật không ngừng. Kiếm huynh, người cũng mới đến, nếu không ta dẫn người đi xem cổ thành Sở gia. Thuận tiện thay kiếm huynh bày tiệc mời khách. Sở Vân Bắc thử hỏi. Tiêu Phàm có đi hay không, hắn còn nhìn Tiêu Phàm có cho mặt mũi hay không. Nói thật hắn cũng hy vọng quan hệ bản thân có thể cùng Tiêu Phàm hòa hoãn. Dù sao, Sở gia cũng không có gì đối xử tử tế với phụ mẫu Tiêu Phàm, hắn không muốn Tiêu Phàm nổi giận, đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Cũng được. Tiêu Phàm gật đầu, coi như Sở Vân Bắc không chủ động nói ra, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị nói với hắn. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn là tới cứu cha mẹ mình, nếu như nơi này đều không hiểu. Làm sao có thể cứu cha mẹ của hắn đây? Mặc dù hắn từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc đối với cổ thành Sở gia biết đại khái, nhưng cái này thập phần trừu tượng, không phải cụ thể. Sở Văn, Sở Nghiên, các ngươi đi trước Thiên Thánh lâu đặt gian phòng, ta mang kiếm thiếu đi dạo một vòng liền tới, đây là cơ hội tốt các ngươi lấy công chuộc tội. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng, Sở Vân Bắc trên mặt một mặt kích động, sau đó nhìn Sở Văn cùng Sở Nghiên nói. Vâng. Nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nghiên mặc dù không biết Sở Vân Bắc tại sao đối với Tiêu Phàm sẽ phát sinh chuyển biến lớn như thế, bất quá vẫn không dám phản bác Sở Vân Bắc nói. Hai người rất nhanh rời đi, Tiêu Phàm dưới sự hướng dẫn Sở Vân Bắc đi ra đại điện, một nam một nữ khác theo sát sau lưng hai người, Hồng Trần, khảo hạch xong chưa, thế nào? Hề lão nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, vội vàng nghênh đón, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tiểu Kim lắc mình một cái liền rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, bây giờ kích cỡ nó cũng chỉ lớn cỡ bàn tay, nhìn qua chính là một con linh miêu lông xù nhỏ. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Một bên trong lòng Sở Vân Bắc lóe qua một tia khó chịu, có loại cảm giác bị người lừa gạt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhớ kỹ khuôn mặt hề lão, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Thông qua liền tốt. Hề lão mỉm cười. Tảng đá lớn đặt trong lòng cũng rốt cục rơi xuống, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi hề lão, Sở nhị thiếu mời ta đi dạo chơi, ngài cùng chúng ta cùng đi hay là? Tiêu Phàm hỏi, đi tới cổ thành hắn vẫn là tôn trọng ý kiến hề lão. Cái này là thiên hạ người trẻ tuổi các ngươi, ta không đi, bọn hắn sẽ an bài những người từ bên ngoài đến như chúng ta. Hề lão hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc một cái. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm làm sao đột nhiên cùng Sở Vân Bắc cùng một chỗ, vừa nãy lên thuyền còn kiếm bạt nỗ trương. Vị tiền bối này yên tâm, trở về ta nhất định sẽ đem kiếm huynh trả lại. Sở Vân Bắc cười nói. Vậy thì cảm ơn sứ giả đại nhân. Hề lão hướng về phía Sở Vân Bắc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ba ngày sau ta rời đi. Ngươi ở chỗ này phải cẩn thận. Rời đi, không đợi cùng ta sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, việc này hắn thực không biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hề lão là cố ý cùng đi bản thân tham gia vạn thánh dược điển. Kiếm huynh, là như thế này, vị tiền bối này chỉ là một người dẫn đường vạn thánh dược điển, bọn hắn đem người đến nơi này liền sẽ rời đi. Trên mặt Sở Vân Bắc miễn cưỡng gạt ra ý cười, sợ Tiêu Phàm tức giận. Tiêu Phàm gật đầu. Mặc dù khống chế Sở Vân Bắc, muốn cho hề lão lưu lại cũng không phải là việc khó, nhưng hắn không muốn làm. Bởi vì lần này hắn cũng không phải là đến tham gia vạn thánh dược điển đơn giản như vậy, vạn nhất chọc giận Sở gia, rất có thể liên lụy hề lão, đây không phải việc Tiêu Phàm muốn thấy. Trở về ta tới tìm hề lão, lại hảo hảo cùng hề lão thỉnh giáo một chút vấn đề luyện dược. Tiêu Phàm nói ra, đối với hề lão, Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích. Đế triều đề cử nhiều người như vậy, mà hề lão đại biểu đại ly đế triều lại vẻn vẹn đề cử mình hắn,
cái này đủ để lộ ra Hề lão tín nhiệm mình. Cáo biệt Hề lão, Tiêu Phàm liền đi theo Sở Vân Bắc rời đi, ở trong thành đi dạo. Cổ thành Sở gia lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng, rộng lớn vô biên, cổ phác hào hùng, luận nội tình, xác thực xa không phải Vô Song Thánh Thành có thể so sánh. Kiếm huynh, xung quanh cả tòa cổ thành Sở gia 33.000 dặm, nhân khẩu mấy chục tỷ, người họ Sở có chừng 100 người, đa số vẫn là người ngoại tộc. Cổ thành tổng cộng chia làm 3 thành, ngoại thành, trung thành cùng nội thành, mỗi nơi chừng 11.000 dặm, ngoại thành chính là khu vực chúng ta đang đứng. Trung thành chính là một chút khu vực người Sở đại gia tộc, đồng dạng bát phẩm luyện dược sư cũng có thể tiến vào. Nội thành chỉ có Sở gia cho phép mới có thể tiến nhập. Bên ngoài cổ thành Sở gia đều là sơn mạch hoang vu, trong dãy núi linh dược vô số, bất quá cũng thập phần hung hiểm. Nơi đó hồn thú tung hoành, chính là nơi tu sĩ cổ thành Sở gia lịch luyện, đương nhiên cũng không ít bộ lạc nhỏ. Sở gia xem như luyện dược thế gia ngàn năm, có quy củ bất thành văn chính là ở trong dãy núi nhìn thấy linh dược chưa thành thục là không cho ngắt, nếu để cho người nhìn thấy báo cáo mà nói, chính là tội chết. Sở Vân Bắc một đường giới thiệu một chút đồ vật cổ thành Sở gia cho Tiêu Phàm, mảy may không cảm thấy mỏi mệt, việc này khiến hai cấp dưới thập phần kinh ngạc, lấy thân phận Sở Vân Bắc vậy mà sẽ dẫn đường cho một kẻ ngoại lai, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiếu theo ý ngươi nói, Sở gia cổ thành chính là một thế giới nhỏ. Nghe thấy Sở Vân Bắc giảng giải, nội tâm Tiêu Phàm cũng thực rung động. Đây là một cái không gian bí cảnh mà thôi. Bất quá xưng là tiểu thế giới cũng không đủ, cả vùng không gian bí cảnh xung quanh mười mấy vạn dặm. Sở Vân Bắc cười nói, mang trên mặt một vẻ tự hào. Trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần không bình tĩnh, Sở gia thân làm cổ tộc nội tình quả thật có chút đáng sợ. Cổ thành Sở gia mênh mông, không biết so với Vô Song Thánh Thành còn bao la gấp bao nhiêu lần. Khó trách cổ tộc có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, cái này tương đương với chiếm cứ lấy một thế giới. Cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. Hai canh giờ sau, Tiêu Phàm mấy người đột nhiên xuất hiện ở phía dưới tường thành một tòa kim bích huy hoàng, nơi đó có một đạo kim sắc kết giới bao phủ toàn bộ thiên khung. Chúng ta đi đâu? Tiêu Phàm hỏi, bất quá hắn trong lòng đại khái đoán được cái gì. Trung thành, Sở Vân Bắc cười nói, ngoại thành thực sự không có cái gì tốt đi dạo, kiếm huynh, không phải ta khoác lác, hiểu biết về cổ thành Sở gia. Toàn bộ Sở gia bí cảnh, ta nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Việc này ta tin ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, Sở Vân Bắc nhìn qua chính là một thiếu gia ăn chơi, đoán chừng ăn uống không ít vui đùa, đối với cổ thành Sở gia có chỗ hiểu biết cũng chuyện bình thường. Nếu như đặt ở cửu vực đế triều, dù là hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tựu hiện tại, đây chính là điều kiện tiên thiên mang đến cho hắn chỗ tốt. Tài nguyên Sở gia cho dù một tên phế vật, đoán chừng cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn biến thành thiên tài. Có Sở Vân Bắc, mấy người Tiêu Phàm một đường thông suốt, sau nửa canh giờ, một tòa cao lầu hiện vào tầm mắt hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy ba chữ to mạ vàng, Thiên Thánh Lâu. Thiên Thánh Lâu, đây là một quán rượu, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ kinh dị, phóng tầm mắt nhìn tới, cả quán rượu nguy nga hùng hồn, kim quang chói mắt. Toàn thân có kim sắc kim đàn mộc xây dựng mà thành, đại khí, tôn quý. Quán rượu cao vút trong mây, không biết độ cao cụ thể, bốn phía mây mù quấn quanh nhìn qua giống như đứng ở bên trong vân hải, như mộng tựa huyễn. Không sai, Thiên Thánh Lâu là kiến trúc cao nhất cổ thành Sở gia, đạt đến 90 trượng, hết thảy 9 tầng. Đây chính là nơi có hồn thạch đều chưa chắc có thể tiến vào, người tiến vào ở đây chính là cần một cái thân phận. Sở Vân Bắc cười nói. Có thể làm cho Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh dị, hắn vẫn còn có chút kích động. Vậy ngươi có thể tiến vào tầng nào? Tiêu Phàm cười nói, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn cũng không quan tâm. Thiên Thánh Lâu đúng là kiến trúc cao nhất Tiêu Phàm tại Chiến Hồn Đại Lục gặp qua, nhưng ở kiếp trước lại không phải cao nhất, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ai? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Vân Bắc thở dài một hơi, nếu như chỉ dựa vào thân phận mà nói. Ta tiến về đệ cửu lâu cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là quán rượu mỗi một tầng đều có một đạo hồn giới, muốn xông qua hồn giới lại cũng không dễ dàng, bằng vào thực lực ta, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ 6. Sở Vân Bắc ngược lại cũng không có nói láo, trước mặt Tiêu Phàm, hắn căn bản không có bất kỳ bí mật,
nói láo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ý ngươi là chỉ cần xông qua hồn giới liền có thể tiếp tục đi lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn không dám hoàn toàn chắc, nhưng xông qua hồn giới vẫn là không khó. Không sai. Sở Vân Bắc gật đầu, thần sắc có chút mê ly nói, lần trước ta lấy thế đẻ người, đi đến tầng thứ 7, uống một vò túy trường sinh, đúng là có vô tận tư vị. Kiếm huynh, ta là chờ mong ngươi có thể mang chúng ta đi tầng thứ 7, lại phẩm hương nồng của túy trường sinh. Lời này nói ra, sau lưng Sở Vân Bắc một đôi thanh niên nam nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên không tin năng lực Tiêu Phàm có xông qua tầng thứ 7. Có thể thử xem. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, hắn đối với rượu cũng không phải là cảm thấy hứng thú như thế nào, chỉ là đối với quy củ thiên thánh lâu cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu như kiếm huynh ngươi thật có thể tiến vào tầng thứ 7, ta mời ngươi uống túy trường sinh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng nói. Nơi nào đến một tên nhà quê thế này, còn muốn tiến vào tầng thứ 7, tầng thứ 7 nếu là dễ dàng đi lên như vậy, lão tử đã sớm đi lên. Đúng vậy, Dịch thiếu chúng ta là tu vi chiến thánh sơ kỳ, liền hắn đều không thể đi lên, các ngươi có thể đi lên sao? Ta nghe nói có thể đi đến tầng thứ 7 chỉ có chiến thánh trung kỳ trở lên mới được, chẳng lẽ các ngươi là chiến thánh trung kỳ? Ha ha, đột nhiên, mấy đạo thanh âm châm chọc vang lên, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Mấy người Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mấy thanh niên nam nữ đi tới, cầm đầu là một tử bào thanh niên, đầu hắn mang tử kim vương miện, anh tuấn phi phàm. Bên cạnh hắn, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ nắm lấy cánh tay hắn, ngực dán chặt lấy cánh tay tử bào thanh niên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, một đôi mị nhãn dường như có thể dẫn ra tâm thần bất kỳ nam nhân nào. Oa, hồn thú nhỏ thật đáng yêu, Dịch thiếu, ta muốn. Thanh âm làm nũng từ trong miệng nữ tử thốt ra, nam tu sĩ bốn phía nghe vậy, toàn thân có chút mềm mại. Mặc dù nữ tử này có chút hiểu điệu, nhưng thanh âm thực sự quá mỹ diệu, bất kỳ nam nhân nào đoán chừng đều không thể chống cự loại cám dỗ này. Chỉ cần là hoa nương ưa thích, bản thiếu gia đều sẽ chuẩn bị cho ngươi. Dịch thiếu thanh niên trêu chọc nữ tử xinh đẹp, trong mắt đều là vẻ tà ác, trong lòng hắn đã dục dịch. Đêm nay hoa nương khẳng định hảo hảo phục thị Dịch thiếu, để Dịch thiếu hài lòng. Hoa nương dịu dàng nói. Ngươi một người đam đang a. Dịch thiếu hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Người trẻ tuổi, linh miêu này hoa nương muốn, ngươi nói giá đi. Danh con, ngươi tính là gì? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Vân Bắc giận tím mặt, đây chính là cơ hội tốt nịnh nọt Tiêu Phàm, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Người trẻ tuổi, người tự tìm cái chết, dám theo Dịch thiếu nói chuyện như thế. Mấy người thuộc hạ phía sau Dịch thiếu bỗng nhiên tiến lên một bước, khí thế cường đại xông thẳng vào Sở Vân Bắc. Cùng lúc đó, thanh niên nam tử sau lưng Sở Vân Bắc không chút do dự tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đối diện, rất có một bộ tư thế ra tay đánh nhau. Nhị thiếu, nơi này là địa bàn ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha nói, lui về sau mấy bước. Mặc cho Sở Vân Bắc bọn hắn xử lý việc này. Sắc mặt Sở Vân Bắc đỏ bừng vô cùng, hắn vừa nãy cùng Tiêu Phàm thổi phòng mấy canh giờ, nhưng hiện tại vừa tới trung thành đã có người không cho hắn mặt mũi, đây không phải đánh mặt hắn sao? Sắc mặt hai người sau lưng Sở Vân Bắc cũng chẳng tốt đẹp gì, ngược lại cũng không phải là bọn hắn sợ, mà là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có động thủ qua, bởi vì người bình thường căn bản không có tư cách để bọn hắn động thủ. Trong mắt bọn họ, nếu quả thật muốn động thủ giải quyết vấn đề, đó mới là hoàn toàn không mặt mũi. Nơi này là địa bàn ngươi. Ha ha, bọn hắn nói nơi này là địa bàn của bọn hắn. Dịch thiếu càn rỡ cười to, tựa như nghe trò cười to lớn nhất trên đời. Mấy tên chó săn Dịch thiếu cũng cười tà, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nữ tử xinh đẹp hoa nương nói, ai không biết, trung thành Bắc Thập Tam Nhai là địa bàn Dịch thiếu, mấy đầu tiểu trùng thật đúng là tự cho là đúng. Người trẻ tuổi, ở chỗ này dám mắng ta, ngươi tính là kẻ thứ nhất, ngươi không phải hỏi ta là thứ gì sao? Ở chỗ này đều là của Dịch bằng ta. Dịch thiếu cười lạnh nói, thần sắc băng lãnh nhìn Sở Vân Bắc. Nhìn thấy sắc mặt Sở Vân Bắc đỏ bừng, hắn còn tưởng rằng Sở Vân Bắc là bị hù, hắn chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc là vì bản thân mất mặt mũi mà ảo não. Nhị thiếu, Sở Văn có vẻ quản lý địa bàn Trung Châu Bắc Thập Tam Nhai.
Hắc bào thanh niên sau lưng Sở Vân Bắc mở miệng nói. Sở Vân Bắc cau mày một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, sớm biết rõ liền để hai người đi Thiên Thánh lâu đặt phòng, để Sở Văn cùng Sở Nghiên lưu lại. Nếu có Sở Văn, loại sự tình này chẳng phải giải quyết rất dễ sao? Hiện tại ngược lại tốt, bản thân mất hết mặt mũi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ở một bên cười trộm, Sở Vân Bắc liền thập phần khó chịu, bản thân dù sao cũng là nhị thiếu dòng chính Sở gia, lại bị một người trẻ tuổi trung thành xem thường, việc này bảo hắn làm sao dễ chịu cho được. À, các ngươi cũng biết Văn thiếu. Dịch Bằng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc bọn hắn. Sở Vân Bắc hơi hơi ngoài ý muốn, hắn chỗ nào nghe không ra, trong giọng nói Dịch Bằng đối với Sở Văn rất có mấy phần có ý tôn trọng, nhìn đến tiểu tử này có lẽ thật đúng là sợ Sở Văn. Dịch thiếu, ta xem bọn hắn chính là cố ý dùng tên tuổi Văn thiếu đến hù dọa ngươi, liền bọn chó săn dạng này cũng có thể nhận biết Văn thiếu. Hoa nương mặt coi thường nhìn Sở Vân Bắc bọn hắn. Nhìn thấy tiểu kim lông xù trên bờ vai Tiêu Phàm, nàng liền hận không thể lập tức đoạt tới. Lại không biết tiểu kim nhìn nàng ánh mắt tràn ngập xem thường. Ta không quen biết Văn thiếu gì, chẳng qua nếu như là Sở Văn nói, ta ngược lại là nhận biết. Sở Vân Bắc đạm mạc cười một tiếng, trong mắt hắn, mấy người này đã là người chết, đã không cần thiết cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Cổ thành người tên Sở Văn, các ngươi không quen biết Văn thiếu, vậy cũng có thể đi chết. Dịch Bằng ngữ khí vô cùng băng lãnh, hắn cảm giác Sở Vân Bắc là cố ý đùa nghịch hắn. Trong lòng lửa giận đã đốt. Đưa tay vung lên, mấy người sau lưng lách mình hướng về Sở Vân Bắc đánh tới. Dịch Bằng là đầu lĩnh thế hệ tuổi trẻ trung thành Bắc Thập Tam Nhai, người bình thường thật đúng là không được hắn để vào mắt, đám Sở Vân Bắc lại nhiều lần đùa nghịch hắn, đã để hắn động chân hỏa. Dám ở trước mặt bản thiếu gia động thủ, các ngươi phải chết, gia tộc các ngươi đều phải chết. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói, một mặt hoàn khố rốt cục bại lộ ra. Nếu như là người khác, còn thật không có tư cách nói lời này, động một chút lại diệt gia tộc, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Nhưng Sở Vân Bắc thì khác, hắn chính là đường đường nhị thiếu Sở gia, hắn muốn giết một người, diệt một cái gia tộc, chỉ cần một câu. Bây giờ còn dám uy hiếp Dịch thiếu, thực sự là tự tìm cái chết. Chó săn Dịch Bằng ngược quát một tiếng, liền hướng lấy Sở Vân Bắc bọn hắn đánh tới. Trong đó còn có hai tu sĩ chiến thánh cảnh, không thể không nói, một phương thực lực Dịch Bằng ngược lại cũng không kém. Cách đó không xa trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị, cổ thành Sở gia quả nhiên không phải địa phương vô song thánh thành có thể so sánh, người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn vậy mà nhiều như vậy. Bốn phía không ít người nhìn thấy động tĩnh nơi đây, tất cả đều vây quanh, rất nhiều người nhận ra Dịch Bằng, sau đó vội vàng lui lại mấy bước. Người kia không phải Dịch gia Dịch Bằng à, hắn nổi danh hoàn khố, những người này vậy mà đắc tội hắn, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Đúng vậy, Dịch gia bởi vì ra một Dịch Long cho nên địa vị tăng lên không ngừng, Dịch gia tại trung thành Bắc Thập Tam Nhai cũng coi là đại gia tộc. Đi thôi, những người này không có ai sẽ đồng tình bọn hắn, gây ai không tốt, đi gây Dịch Bằng, nếu như chỉ là bọn hắn chết còn tốt, nếu liên lụy gia tộc bọn họ vậy liền thảm. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất quá thanh âm không lớn, đối với Dịch Bằng khá là kiêng kỵ, chính như bọn hắn nói, Dịch gia tại trung thành Bắc Thập Tam Nhai là đại gia tộc. Cũng đừng xem thường một con đường này, toàn bộ xung quanh 11.000 dặm trung thành tổng cộng cũng chỉ có 20 đường cái, Bắc Thập Tam Nhai đó cũng đến 500 dặm đến 1.000 dặm. Dạng thế lực này nếu là đặt ở đế triều đã coi như là nhất lưu gia tộc. Nghe đám người nghị luận, trên mặt Dịch Bằng hiện lên một nụ cười. Đối với thanh danh hắn nhìn không phải rất nặng, hắn rất ưa thích cảm giác người khác sợ hắn. Nhìn thấy chó săn Dịch Long đánh tới, lông mày Sở Vân Bắc nhíu lại, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, hai người bên cạnh hắn cũng chuẩn bị động thủ. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm từ đằng xa vang lên, lại nhìn thấy hai thanh niên nam nữ nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến, lắc mình mấy cái liền xuất hiện ở trên đất trống giữa đám người. Dừng tay! Dịch Bằng thấy thế vội vàng quát to, sau đó cười hì hì chạy tới, Văn thiếu, ngài làm sao ở chỗ này? Không sai, người tới chính là Sở Văn cùng Sở Nghiên hai người chờ đợi hồi lâu còn không có nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đến, cho nên ở cửa chờ lấy. Động tĩnh nơi này hai người ngay từ đầu cũng không chú ý,
chỉ là bọn hắn nhìn thấy bên này có người phát sinh tranh chấp, cho nên cố ý chạy sang đây xem một cái, không nhìn còn tốt, xem xét liền đem hai người dọa cho phát sợ. Đây chính là nhị thiếu A, ai mẹ hắn lá gan mập dám tìm nhị thiếu gây phiền phức. Lúc Sở Văn nhìn thấy Dịch Bằng thì tâm muốn chết đều có, bất quá hắn không dám trễ nải, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến, vừa lúc bắt gặp chó săn Dịch Bằng động thủ. Tự tìm cái chết, dám động thủ đối với nhị thiếu. Lúc Dịch Bằng đi đến bên người Sở Văn một bàn tay liền đập tới. Dịch Bằng bị một tát này đánh thất điên bát đảo, bắn bay mấy cái răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trước mặt người khác hắn dám đùa hung ác, nhưng trước mặt Sở Văn, hắn liền cái dám cũng không dám thả. Năm đó Sở Văn ở Trung Thành Bắc Thập Tam Nhai là một phương bá chủ, ngay cả ca ca Dịch Long hắn cũng bị Sở Văn ổn áp một đầu. Chỉ là bởi vì Sở Văn rất nhiều năm không tin tức cho nên rất nhiều người đã quên lãng. Mặt khác, huynh trưởng Dịch Long hắn cũng được một vị ngoại môn trưởng lão Sở gia coi trọng thu làm đệ tử, địa vị Dịch gia cũng tăng lên, lại tăng thêm Dịch Bằng thiên phú không yếu, cho nên vài năm qua một mực hoành hành bá đạo, chưa bao giờ đem người khác đặt ở trong lòng. Nhưng hắn nào sẽ nghĩ đến, Sở Văn vậy mà thực sẽ xuất hiện, vừa nghĩ tới trước đó Sở Vân Bắc bọn hắn đề cập Sở Văn, Dịch Bằng trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Lại có người dám đánh Dịch Bằng, đám người kinh ngạc nhìn Sở Văn, trong lòng hơi hơi rung động. Những năm này, bọn hắn chỉ thấy được Dịch Bằng khi dễ người khác, nơi nào thấy qua Dịch Bằng bị người khác vung bàn tay. Dịch thiếu, hắn dám đánh ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Hoa nương nhìn thấy Dịch thiếu chịu nhục, trước tiên lấy lòng nói. Ba, vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy Dịch Bằng hung hăng đánh Hoa nương một bàn tay, phẫn nộ quát câm miệng cho ta. Dịch thiếu, Hoa nương trên mặt lạc ấn lấy năm dấu ngón tay đỏ tươi, yểu điệu nhìn Dịch thiếu, một mặt ủy khuất. Dịch Bằng chỗ nào còn sẽ để ý tới Hoa nương, hắn biết rõ bản thân hôm nay đã đụng vào tấm sắt. Dịch gia đắc tội Sở Vân Bắc phong hiểm. Sở Văn xuất thủ, dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng biết rõ thân phận Sở Vân Bắc bất phàm. Văn thiếu, ta. Dịch Bằng một mặt nịnh nọt nhìn Sở Văn, trong lòng sợ hãi không thôi. Nhị thiếu, thuộc hạ tới chậm, để ngài bị ức hiếp, còn mời giáng tội. Sở Văn chỗ nào sẽ phản ứng Dịch Bằng, trực tiếp quỳ một chân trước người Sở Vân Bắc, đầu cũng không dám nhấc. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Dịch Bằng càng mặt xám như cho, người làm cho Sở Văn quỳ xuống còn có thể là ai? Dịch Bằng nghe nói Sở Văn may mắn được đệ tử nội thành Sở gia nào đó chọn chúng trở thành hạ nhân, mặc dù Sở Văn tương đối ít nổi danh, nhưng tin tức vẫn có rất nhiều người biết rõ. Dịch Bằng chỗ nào còn không biết, người thanh niên trước mắt này hẳn là chủ tử Sở Văn. Nhị thiếu, ta sai. Dịch Bằng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Hoa nương cùng chó săn Dịch Bằng một bên thấy thế, nào còn dám đứng đấy, tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám động đậy, đều đang đợi Sở Vân Bắc thẩm phán. Hiện tại biết sai, sợ hãi, vừa nãy ngươi không phải luôn mồm muốn giết chết bản thiếu gia sao? Ngươi còn nhớ kỹ bản thiếu gia trước đó nói không? Sở Vân Bắc thần sắc thập phần bình tĩnh, nếu bình thường, hắn còn đùa nghịch. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn lấy lại danh dự, chính như hắn trước đó nói. Không chỉ Dịch Bằng chết, gia tộc Dịch Bằng cũng phải diệt. Dịch Bằng nghe vậy, thần sắc sợ hãi tới cực điểm, cắn răng nói, nhị thiếu, là ta mắt phụng về đắc tội nhị thiếu, đây chỉ là sự tình một người ta, cùng gia tộc không quan hệ, Dịch Bằng nguyện ý lấy cái chết tả tội. Dứt lời, Dịch Bằng đột nhiên lấy ra một chuôi trường kiếm hướng trên cổ, không thể không nói, Dịch Bằng không phải tàn nhẫn cùng quyết đoán bình thường. Vì đem mình cùng Dịch gia phủi sạch quan hệ. Hắn không chút do dự lựa chọn tự sát. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vẻn vẹn một câu liền bức Dịch Bằng tự sát, mấy người này địa vị thật chẳng lẽ lớn như vậy. Sở Văn cùng Sở Nghiên đám người nghe được Dịch Bằng nói liền hết hy vọng, tiểu tử này vậy mà dám giết nhị thiếu, đây quả thực là tìm đường chết. Nếu như Sở Vân Bắc chết, Dịch gia đoán chừng muốn tiêu diệt tộc, đồng dạng mấy người gia tộc Sở Văn cũng sẽ diệt tộc. Nghĩ vậy, mấy người Dịch ra cùng một chỗ hận lên. Bang, mắt thấy kiếm trong tay Dịch Bằng sắp chạm đến cổ mình, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên một phân thành hai, dao xẹt qua da rẻ hắn, vỡ ra một đạo vết máu. Chỉ một thoáng, ánh mắt đám người tất cả đều hướng về phía sau Sở Vân Bắc nhìn lại,
Kiếm huynh, Sở Vân Bắc quay đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không sai, ngăn cản dịch bằng tự sát chính là Tiêu Phàm, hắn chậm rãi tiến lên, thần sắc thập phần bình tĩnh làm cho người ta nhìn không thấu hắn nghĩ. Trong nhận thức Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm là hạng người tâm ngoan thủ lạt, lúc trước không chút do dự giết chết, hiện tại vì cái gì lại cứu dịch bằng đây? Nhị thiếu, người trẻ tuổi ai không thiếu khí thịnh, ngẫu nhiên phạm chút sai lầm cũng có thể lý giải nha, dịch bằng đắc tội nhị thiếu, xác thực đáng chết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sở Vân Bắc nghe được Tiêu Phàm gọi hắn nhị thiếu, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, chỉ ít Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi. Bất quá hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ, Tiêu Phàm nếu cứu dịch bằng, lại vì sao muốn giết hắn đây? Dịch bằng ngay từ đầu nghe được Tiêu Phàm xin tha cho hắn, trong lòng vui vẻ, song khi hắn nghe được câu nói kia, một hơi kém chút không thở nổi. Đám người càng kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến người này bề ngoài bình thường lại có thể quyết định sinh tử dịch bằng. Kỳ thật Tiêu Phàm là có ý nghĩ của mình, nếu lúc trước hắn cũng không ngại giết dịch bằng, đương nhiên, cho dù dịch bằng nếu như không có quyết đoán tự sát, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngăn cản. Ngay từ đầu ở trong mắt Tiêu Phàm, dịch bằng chỉ là một thiếu gia kiêu hoành bạt hộ ăn chơi, bất quá khi hắn cầm lấy trường kiếm gạt về cổ, Tiêu Phàm đối với hắn lại là có chút lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này đối với người khác hung ác, nhưng đối với mình cũng hung ác, hơn nữa hắn vì gia tộc mình tự sát, chỉ ít người này vẫn còn có chút lương chi. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này còn không đủ để Tiêu Phàm xuất thủ. Ngừng lại, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, nhị thiếu cũng là người bận rộn, tại hạ mới đến, không thể để nhị thiếu làm dẫn đường cho ta xem dịch bằng cũng không tệ nha. Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói ra, xem kiếm huynh, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu để cho kiếm huynh không hài lòng, bản thiếu gia tùy thời lấy mạng ngươi. Sở Vân Bắc nói như vậy chỉ là không muốn mất mặt mũi mà thôi, Tiêu Phàm một câu trên thực tế chú định dịch bằng không phải hắn có thể giết chết. Vâng, đa tạ nhị thiếu, đa tạ vị huynh đài này. Dịch bằng đầu như là gà con mổ thóc, trán mãnh liệt cúi trên mặt đất, ầm ầm rung động. Huynh đài là ngươi có thể nói sao? Sở Vân Bắc thập phần khinh thường, hắn xưng hô Tiêu Phàm làm kiếm huynh, Tiêu Phàm đều không thừa nhận, nếu như dịch bằng trở thành huynh đệ Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc hắn há không phải so với dịch bằng còn thấp hơn. Nhị thiếu giáo huấn đúng, đa tạ chủ nhân. Dịch bằng đổi giọng rất nhanh, có thể sống sót hắn chỗ nào không kích động, chủ yếu là gia tộc mình cũng có thể tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, xem như ngầm thừa nhận dịch bằng xưng hô thế này, sau đó nhìn về phía Sở Vân Bắc nói, nhị thiếu, Sở Văn cùng Sở nghiên cứu giá coi như kịp thời, ta xem vẫn là không nên trễ nải uống rượu a. Còn không tạ ơn kiếm huynh, Sở Vân Bắc lạnh rên một tiếng, nếu như không có Tiêu Phàm nói, Sở Vân Bắc thật đúng là không dự định buông tha Sở Văn cùng Sở nghiên. Đa tạ kiếm thiếu, Sở Văn cùng Sở nghiên hai người liên tục bái tạ nói, hai người cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ thay bọn hắn nói chuyện, trong lòng có chút may mắn. Chẳng biết tại sao, Sở Văn phát hiện trên mặt bản thân ăn một cái tát kia là đáng giá. Cho ngươi nửa ngày chuẩn bị, trở về Thiên Thánh lâu tìm ta. Tiêu Phàm quét dịch bằng một cái, hắn sở dĩ không có giết dịch bằng, trên thực tế là cảm thấy dịch bằng là một người có thể tạo. Tu La Điện mới lập, khuyết thiếu chính là nhân tài cùng tài nguyên tốt có thể làm nhưng nhân tài khả năng liền không phải dễ dàng có được như vậy. Chủ nhân, không cần chuẩn bị, thuộc hạ hiện tại liền có thể dẫn đường cho chủ nhân. Dịch bằng không chút do dự nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, dịch bằng thật đúng là vô cùng quyết đoán ơn, nhìn đến vừa mới hù dọa một chút như vậy, cả người đều thông suốt. Hãy đi theo ta, về sau gọi ta thiếu chủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, từ đầu đến cuối thần sắc thập phần bình tĩnh. Kiếm huynh mời. Sở Vân Bắc mỉm cười, cùng Tiêu Phàm song song hướng về Thiên Thánh lâu đi đến. Sở Văn, Sở Nghiên cùng hai thanh niên nam nữ khác nói mấy câu liền để bọn hắn vội vàng đi lên. Chỉ có Sở Văn một người lại lưu lại, lạnh như băng nhìn mấy người. Không cần nghĩ cũng biết rõ, kết cục Hoa Nương những người này, từ khi nàng đánh chủ ý Tiểu Kim một khắc kia trở đi, nàng cách tử vong cũng chỉ có một bước. Sau lưng Tiêu Phàm, dịch bằng nhìn thấy Sở Văn lưu lại, hắn liền biết rõ kết cục Hoa Nương bọn hắn sẽ như thế nào, bất quá cái này đã không phải hắn có thể quyết định.
hắn có thể sống sót đã thập phần không dễ dàng, nào còn dám cùng Tiêu Phàm cầu tình, huống chi bọn hắn ngay từ đầu đánh chủ ý chính là sủng vật Tiêu Phàm. Dưới sự hướng dẫn Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm mấy người tiến vào Thiên Thánh Lâu thẳng đến tầng thứ 6, trung gian không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Dịch Bằng kinh hãi không thôi, cho dù hắn ở vùng này một phương bá chủ nhưng muốn thượng Thiên Thánh Lâu cũng nhất định phải thông qua hồn giới, mà Sở Vân Bắc bọn hắn đi lại không có thông đạo hồn giới đặc thù. Có thể thông qua thông đạo đặc thù vào tầng thứ 6 không phải Dịch gia có thể so sánh, nói thế nào cũng phải là người nội thành. Nghĩ vậy, trong lòng Dịch Bằng một trận may mắn bản thân thập phần quyết đoán lựa chọn tự sát, bằng không gia tộc mình thật đúng là không may. Nhị thiếu quang lâm Thiên Thánh Lâu rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ 6, một lão đầu mặc áo bào đen chạy tới, cười nói. Dịch Bằng nhìn thấy hắc bào lão giả, con người hơi hơi co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ hắc bào lão giả là ai, đây chính là lâu chủ Thiên Thánh Lâu Sở Thanh Dương. Sở Thanh Dương còn có thân phận khác, chính là nội môn trưởng lão Sở gia, không phải sư tôn ca ca Dịch Long hắn có thể so sánh, sư tôn ca ca hắn chỉ là Sở gia ngoại môn trưởng lão mà thôi. Cho dù phụ thân hắn đến nơi này, Sở Thanh Dương cũng đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng mà hắn bây giờ lại đối với Sở Vân Bắc khách khí như thế, hơn nữa còn gọi hắn là nhị thiếu. Sở Vân Bắc, một cái tên trong lòng Dịch Bằng vô cùng sống động, nội tâm cười khổ một hồi. Bản thân lần này đâu chỉ đụng vào tấm sắt, đây quả thực là tường đồng vách sắt. Được rồi, Thanh Dương trưởng lão ngươi cũng đừng nịnh nọt ta lần này tới là hướng về phía tầng thứ 7. Sở Vân Bắc cười nói. Cái này dễ nói. Sở Thanh Dương tự nhiên sẽ không làm khó Sở Vân Bắc, mặc dù hắn là nội môn trưởng lão nhưng địa vị cùng Sở Vân Bắc vẫn có chênh lệch rất lớn, có thể có cơ hội nịnh nọt hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nha! Đây không phải Sở nhị thiếu sao? Làm sao, muốn đi cửa sau đi tầng thứ 7 à? Cũng đúng, cổ thành Sở gia đều là của Sở gia, Sở nhị thiếu đi cửa sau cũng không có gì, đúng không, Sở nhị thiếu? Nếu là ta, đoán chừng liền không ngừng đi tầng thứ 7, còn muốn đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 nhìn xem. Đúng vậy, ta nghe nói tầng thứ 8 chân long khiếu so với túy trường sinh tầng thứ 7 hơn rất nhiều. Lại càng không cần phải nói luân hồi huyết sắc tầng thứ 9, cái kia là thần tử chân chính. Đột nhiên, từng đạo thanh âm trêu tức từ phía trước truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy 10 thanh niên nam nữ chậm rãi đi tới, không ít ánh mắt người nhìn về phía Sở Vân Bắc tràn ngập khinh thường. Đối với Sở Vân Bắc khinh thường, Tiêu Phàm cau mày một cái, Sở Vân Bắc là nhị thiếu dòng chính Sở gia trong cổ thành còn có ai dám đối với hắn khinh thường. Tiêu Phàm rất rõ ràng, thực lực Sở Vân Bắc tại cổ thành Sở gia có lẽ không làm sao, nhưng địa vị hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu phụ thân Sở Vân Bắc vẫn là gia chủ Sở gia, hắn liền vĩnh viễn đứng sừng sững ở đỉnh phong cổ thành Sở gia. Mấy người lại đối với Sở Vân Bắc tràn ngập khinh thường, cũng khó trách Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc. Lăng Ngạo, Mộ Dung Lãng Trần, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Độc Cô Mạc Trắc. Các người bình thường không phải chó cắn chó à, làm sao đến địa bàn Sở gia ta liền bắt đầu cùng một ruột. Sở Vân Bắc cười lạnh nhìn mấy người đối diện, con người khinh thường từ trên người bốn người đảo qua. Theo ánh mắt Sở Vân Bắc nhìn lại, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người ba nam một nữ, mặc dù không cố ý khống chế tư tưởng Sở Vân Bắc nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái phân biệt thân phận mấy người. Ba thanh niên bên trong đó một người mặc chiến bào màu trắng. Một đầu tóc đen dày đặc choàng sau vai, cả người lộ ra phong thần như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Còn có một người mặc thanh sắc trường bào, dáng người cao to, da thịt trong trắng lộ hồng, rất có một loại khí chất tiểu bạch kiểm. Thanh niên thứ ba một bộ hắc sắc trang phục, hai tay vác lập, một đôi mắt phượng đen kịt, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạo nhiên, dù là Sở Vân Bắc hắn cũng không để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói bọn Tiêu Phàm. Về phần một nữ tử kia lại là một bộ áo mây màu xanh nhạt, lông mi cong lá liễu, tịnh lệ thoát tục, thanh thuần khả nhân, bên trong vô hình cũng tản ra một loại ngạo cư chi ý. Cũng khó trách những người này cuồng ngạo như vậy, bởi vì trên người bọn hắn tản ra một cỗ khí tức không thuộc về chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhìn đến cũng đã đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thiên tài cổ tộc thật chẳng lẽ biến thái như vậy sao?
Nguyên bản Tiêu Phàm coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ đã không yếu so với bất luận kẻ nào cùng tuổi một đời, nhưng hiện tại nhìn đến ở trên cảnh giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghe thấy Sở Vân Bắc nói, mấy người đối diện sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị chửi thành chó, cái này còn là lần thứ nhất, mấu chốt là bọn hắn còn không dám làm gì Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng ngạo khí không yếu hơn so với mấy người đối diện, huống chi nơi này còn là cổ thành Sở gia, hắn như thế nào lại đem những người đối diện này đặt ở trong lòng đây? Sở Vân Bắc, nghe nói người muốn tham gia vạn thánh dược điển, đừng đến thời điểm bị ngược rất thảm. Hắc sắc kính trang thanh niên mở miệng nói. Coi như bị ngược cũng không tới phiên lăng ngạo ngươi. Sở Vân Bắc khịt mũi coi thường. Cái này cũng không phải Sở Vân Bắc đang khoác lác, mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ, tu vi so với mấy người đối diện kém, nhưng trên phương diện luyện dược, Sở Vân Bắc cũng được xưng tụng là thiên tài, chừng 20 đã là bát phẩm luyện dược sư. Hừ, lăng ngạo hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Sở Vân Bắc tốn nhiều miệng lưỡi, tựa như hắn ngạo khí khinh thường cùng Sở Vân Bắc tranh cãi. Miệng Sở nhị thiếu thực sự là càng ngày càng lợi hại. Nữ tử váy dài màu xanh nhạt cười tủm tỉm nói, trong giọng nói đều là ý châm chọc. Tinh Vũ muội muội quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, miệng ta ở một phương diện khác càng thêm lợi hại, người muốn thử xem hay không? Sở Vân Bắc tà tà cười nói, trong mắt phóng dâm tà chi quang, không kiêng nể gì cả đánh giá thân thể đối phương. Nữ tử váy dài xanh nhạt tên là Hoàng Phủ Tinh Vũ, chính là cổ tộc Hoàng Phủ gia tộc, lần này đến cổ thành Sở gia hiển nhiên cũng là cùng lăng ngạo một dạng, đến tham gia vạn thánh dược điển. Hoàng Phủ Tinh Vũ cảm thụ Sở Vân Bắc ánh mắt, trong lòng thập phần khó chịu, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nàng như thế nào không biết, một số phương diện, trong miệng Sở Vân Bắc là chỉ cái gì. Sở nhị thiếu hay cho mồm mép khéo léo. Một trận thanh âm vỗ tay vang lên, lại là thanh sắc trường bào thanh niên đi ra. Độc Cô Mạc Trác, Tiểu Bạch Kiểm ngươi có bao nhiêu xa lăn bao xa, ta chỉ ưa thích nữ nhân, miệng ta lợi hại hơn nữa không quan hệ với ngươi. Nếu như là Tinh Vũ muội muội, chúng ta ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Sở Vân Bắc không chút do dự phản kích. Ngươi, đầu tiên là bị chửi chó, hiện tại lại bị xưng là Tiểu Bạch Kiểm, Độc Cô Mạc Trác phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì bộc phát ra. Lúc này, bạch bào thanh niên bên cạnh hắn cười tủm tỉm mở miệng nói, mọi người không cần phí miệng lưỡi, khó nhìn thấy một lần nên hảo hảo uống một chén, Sở nhị thiếu không phải nói muốn đi tầng thứ 7 à. Chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị đi tầng thứ 7, nếu không Sở nhị thiếu đi cùng chúng ta đi. Bạch bào thanh niên tên là Mộ Dung Lãng Trần, trên mặt đều là vẻ bình tĩnh, không biết còn tưởng rằng hắn là vì Sở Vân Bắc nói chuyện đây. Sở Vân Bắc không ngốc, hắn cùng với Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn lại không có tình cảm gì đặc biệt, bọn hắn đơn giản chính là muốn nhìn Sở Vân Bắc hắn mất mặt. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, nếu như Sở Vân Bắc không đi cửa sau mà nói là không có khả năng đi đến tầng thứ 7. Nếu bình thường đi cửa sau ngược lại cũng không sao cả, nhưng hiện tại Sở Vân Bắc nếu đi cửa sau, há không phải nói rõ Sở Vân Bắc không bằng bọn hắn sao? Xem ra Mộ Dung Lãng Trần mới là âm hiểm nhất. Trong lòng Tiêu Phàm suy nghĩ, trong đầu cố ý nhớ cái hình dạng Mộ Dung Lãng Trần, bởi vì người như vậy thường thường là nguy hiểm nhất. Sắc mặt Sở Vân Bắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn như thế nào không minh bạch ý tứ Mộ Dung Lãng Trần đây? Nếu như thực lực hắn có thể tiến về tầng thứ 7, hắn cũng không để cho Sở Thanh Dương biết rõ hắn đến, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể xông qua hồn giới giữa tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Không thể không nói, Mộ Dung Lãng Trần là một quân tướng không phải lợi hại bình thường, Sở Vân Bắc hoàn toàn không nói gì, dù miệng lưỡi hắn cho dù tốt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhị thiếu, đi thôi. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi tầng thứ 7 nếm thử túy trường sinh sao? Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hắn mỉm cười với Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao quên biểu đệ. Bất quá hắn mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói, cũng được, ta cho Mộ Dung Lãng Trần ngươi một lần mặt mũi. Trong mắt Mộ Dung Lãng Trần lóe lên một vòng âm trầm. Cái gì gọi là cho Mộ Dung Lãng Trần ta một lần mặt mũi, ta cần Sở Vân Bắc ngươi cho mặt mũi sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nói ra, thực lực Sở Vân Bắc hắn không để trong mắt nhưng miệng kia không phải bọn hắn có thể địch.
Đã như vậy, Lăng huynh, Độc cô huynh, Tinh Vũ sư muội, các người trước đi lên, ta bồi tiếp nhị thiếu cùng một chỗ đi lên. Mộ Dung Lãng Trần bất động thanh sắc cười nói. Cũng được. Mấy người mỉm cười, liền hướng lấy phía trước đi đến. Trong lòng Sở Vân Bắc thầm mắng không thôi, Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là âm hiểm, không tin hắn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn giám thị mình. Nhị thiếu. Ánh mắt Sở Thanh Dương bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng, có Mộ Dung Lãng Trần, hắn muốn để Sở Vân Bắc thuận tiện một chút đều không được. Thanh Dương trưởng lão, người đi làm việc đi, chúng ta đi lên là được. Sở Vân Bắc cười nhạt nói, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn đã không cố kỵ gì. Vậy lão hủ cáo từ. Sở Thanh Dương cung kính rời đi, hắn đã sớm nghĩ đến rời đi, vạn nhất Sở Vân Bắc không cách nào tiến vào tầng thứ 7, mất mặt mũi, không may vẫn là hắn. Sở nhị thiếu, mời. Mộ Dung Lãng Trần mỉm cười, làm ra một cái thủ thế mời, hắn thực sự nghĩ không ra Sở Vân Bắc nơi nào tự tin vậy. Nếu như có thể tại cổ thành Sở ra đả kích Sở Vân Bắc một cái, vậy dĩ nhiên là bọn hắn vui lòng a. Hừ. Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy đầu bậc thang tầng thứ 7 đi đến. Đám người rất nhanh tiến về đầu bậc thang tầng thứ 7, phía trước bọn hắn có một màn ánh sáng 7 màu ngăn lại đường đi bọn hắn. Thất thải thiên hồn trận, nhìn đạo quang mạc kia, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, đồng thời trong lòng hắn còn có một tia kinh ngạc. Thất thải thiên hồn trận kỳ thật đã không chỉ là hồn giới, mà là từ một loại trong trận pháp thoát thai mà ra, đầy đủ năng lực phòng ngự thập phần cường đại. Trước màn ánh sáng 7 màu năng lực phòng ngự cường đại, cho dù chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá mở, cái này cũng là nguyên nhân tu sĩ chiến thánh sơ kỳ bình thường không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Muốn công phá thất thải thiên hồn trận có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là dùng man lực phá vỡ, đây cũng là phương pháp phần lớn người sử dụng. Về phần loại thứ hai, chính là năng lực hồn văn sư, bất luận hồn giới đều có sơ hở, chỉ là bình thường khó mà tìm tới sơ hở mà thôi, cái này thất thải thiên hồn trận cũng không ngoại lệ, tồn tại sơ hở. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, muốn xem ra sơ hở cái này lại không phải vấn đề rất khó. Sở nhị thiếu, mời ngươi trước, Mộ Dung Lãng Trần cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn đang chờ đợi Sở Vân Bắc xấu mặt, nếu không thể thông qua thất thải thiên hồn trận, đây chính là tương đương với hung hăng đánh mặt hắn. Sở Vân Bắc lộ ra một tia khó coi, hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Sở nhị thiếu, ngươi không phải là muốn cho thủ hạ ngươi đi trước chứ? Mộ Dung Lãng Trần khinh thường cười một tiếng, có chút đúng lý không tha người. Sở Vân Bắc đều không thể thông qua, chỉ bằng hạ nhân ngươi cũng có thể. Hắn thấy Tiêu Phàm bọn hắn nhất định là không bằng Sở Vân Bắc. Ta tạm thời khống chế tư tưởng ngươi. Tiêu Phàm thanh âm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Được. Trong đầu Sở Vân Bắc đáp lại, lúc này vì kiếm về mặt mũi, Sở Vân Bắc chỗ nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn, có thể nói với hắn ý hỏi thăm đã coi như là thập phần khách khí, cho nên Sở Vân Bắc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau một khắc, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác ý thức bản thân bị cô lập, thân thể hắn bị một cỗ ý thức khác khống chế, chậm rãi hướng về màn ánh sáng 7 màu đi đến. Chúng ta cũng đi. Tiêu Phàm nhìn Dịch Bằng cùng Sở Nghiên bọn hắn một cái, cũng đi theo Sở Vân Bắc đi đến. Đám người mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ Tiêu Phàm, liền Sở Vân Bắc đều tôn trọng Tiêu Phàm như vậy, lại thế nào đến phiên bọn hắn phản bác đây? Sở nhị thiếu, sẽ không muốn cứ như vậy đi vào chứ? Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt một tiếng, lúc này hắn cũng không quên đả kích Sở Vân Bắc một cái. Trước đó ở phía trước tầng 6 hắn đã xác nhận qua, mỗi một tầng màn sáng lực phòng ngự đều là tăng lên. Muốn thông qua màn ánh sáng 7 màu tầng thứ 7 chỉ ít nhất định phải nắm giữ lực công kích chiến thánh cảnh trung kỳ, cũng chính là nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa chi thế mới có thể thông qua. Thực lực đám người Sở Vân Bắc bọn họ trừ Tiêu Phàm, những người khác Mộ Dung Lãng Trần liếc liền thấy, mạnh nhất chính là Sở Vân Bắc, thực lực chiến thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần hắn không có phóng ra chiến thánh cảnh trung kỳ một bước này, muốn phá vỡ thất thải hồn giới cơ hồ là không có khả năng. Ông đột nhiên, từng đạo lưu quang từ trên màn ánh sáng 7 màu bắn ra, chỉ thấy Sở Vân Bắc một chỉ điểm phía trên màn ánh sáng 7 màu, cái màn ánh sáng 7 màu vậy mà xé toạc ra, trung gian xuất hiện một đạo quang môn.
Làm sao có thể? Trên mặt Mộ Dung Lãng Trần trong nháy mắt ngưng kết, một mặt không tin nhìn một màn này. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Sở Vân Bắc chính mình cũng kinh ngạc vô cùng, nguyên bản Sở Vân Bắc còn tưởng rằng Tiêu Phàm khống chế thân thể hắn, chuẩn bị dùng man lực phá vỡ. Nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, màn ánh sáng bảy màu liền tự động tránh ra, không biết còn tưởng rằng là có người cố ý triệt hồi màn ánh sáng bảy màu. Bất quá, màn sáng kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trung gian tránh ra một con đường mà thôi. Điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc minh bạch là Tiêu Phàm phá vỡ hồn giới. Giờ phút này, trong lòng Sở Vân Bắc nhấc lên kinh đào hải lãng, Tiêu Phàm vậy mà không chỉ là một bát phẩm luyện dược sư, lại còn là một hồn điêu sư. Hơn nữa, muốn phá vỡ hồn giới tầng thứ 7 làm sao cũng phải là hồn điêu sư cấp tông sư. Nếu như Tiêu Phàm lại lớn 5-6 tuổi, hắn có những thành tựu này, Sở Vân Bắc cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng chỉ 20 tuổi, điều này liền có chút khủng bố. Lúc Mộ Dung Lãng Trần lấy lại tinh thần, Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm bọn hắn đã thông qua quang môn, tiến về tầng thứ 7. Nhất định là có người âm thầm dở trò quỷ. Mộ Dung Lãng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, âm lãnh nói ra một câu, chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần không do dự nữa. Sau đó hắn mang theo hai hạ nhân bỗng nhiên phóng tới quang môn, Sở Vân Bắc bọn hắn đi vào, quang môn còn không có khép kín, cũng vừa vặn hắn xuất thủ. Ầm ầm ầm, ba tiếng giòn vang, thân thể ba người Mộ Dung Lãng Trần trùng điệp đâm vào phía trên màn sáng, sau đó bị một cỗ phản lực đánh bay, ba người bay ngược ra 3-4 trượng mới dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản màn sáng mở ra chẳng biết tại sao trong nháy mắt khép kín, ba người không kịp lui lại. Trực tiếp bị cỗ lực lượng kia đánh bay. Hỗn trướng, dám hại ta. Mộ Dung Lãng Trần giận tím mặt, lấy ra một chuôi trường kiếm liền hướng lấy màn sáng kia chém tới. Hắn thấy lấy thực lực hắn, muốn xé mở màn sáng này là rất dễ dàng, hắn còn chuẩn bị đi lên tìm Sở Vân Bắc gây phiền phức. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có người dám hại hắn, Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ tới cực điểm, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều muốn phát tiết ra. Phốc một tiếng, màn sáng bị kiếm khí hắn xé nát, Mộ Dung Lãng Trần lần nữa xông đi lên, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, ba người Mộ Dung Lãng Trần lần nữa bị đụng bay. Giống Mộ Dung Lãng Trần gào thét một tiếng, có thể thấy hắn phẫn nộ, toàn thân phóng bạch sắc khí diễm, ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn trong đó, thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ hiển lộ không thể nghi ngờ. Khí thế cường đại trong nháy mắt hấp dẫn không ít lực chú ý người khác. Rất nhiều người hướng về đầu hành lang đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần đang công kích hồn giới tầng thứ 7, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Mộ Dung Lãng Trần mảy may không có quan tâm đám người vây xem, hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, hồn giới tầng thứ 7 còn ngăn cản không được bước chân hắn. Phá, gầm thét một tiếng, Mộ Dung Lãng Trần một kiếm nổi giận chém ra, một đạo kiếm mang đáng sợ gào thét xông thẳng tới màn sáng. A! Thất thải hồn giới làm sao biến thành bát thải? Đột nhiên, trong đám người có người sợ hãi kêu lên. Có vẻ như không phải bát thải, mà là cửu thải. Lại có người bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Lãng Trần có loại xúc động chửi mẹ, nhìn kỹ, màn ánh sáng bảy màu vậy mà thực biến thành cửu thải. Cũng đúng lúc này, kiếm mang Mộ Dung Lãng Trần rơi vào phía trên màn sáng vẫn như cũ bị xé nát mà ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn trướng, thanh âm Mộ Dung Lãng Trần nổi giận vang vọng hư không, màn ánh sáng bảy màu đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực, màn sáng bát thải có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng màn sáng cửu thải hắn hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì đó là chiến thánh cảnh đỉnh phong mới có thể phá vỡ. Thế nhưng trước đó rõ ràng là màn ánh sáng bảy màu, làm sao đang yên đang lành biến thành màn sáng cửu thải đây? Mộ Dung Lãng Trần không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là bị Sở Vân Bắc gài bẫy. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm bọn hắn thông qua màn sáng thất thải, Tiêu Phàm cũng không chế tư tưởng Sở Vân Bắc, Sở Vân Bắc trong lòng thập phần không bình tĩnh. Biểu đệ, người thực sự là một hồn điêu sư, Sở Vân Bắc truyền âm hỏi. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm phá vỡ thất thải màn sáng hắn coi như bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm tùy tiện xuyên tạc thất thải thiên hồn trận lại chân chính chấn kinh đến hắn.
Tiêu Phàm có thể làm đến một bước này tuyệt đối chỉ có hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được Sở Vân Bắc chân thành. Chỉ là đối với Sở Vân Bắc xưng hô, trong lòng Tiêu Phàm mặc dù thập phần khó chịu, nhưng đây là sự thật đổi không được, Sở Vân Bắc cùng hắn quan hệ máu mủ là không thể xóa nhòa. Ngươi thật lợi hại. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói, thực lực Tiêu Phàm xác thực chấn kinh hắn, sau đó lại nói, đoán chừng Mộ Dung Lãng Trần kêu cha gọi mẹ đây. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới tầng thứ 7, tại tầng thứ 7, Lăng Ngạo ba người đã chờ đợi chốc lát, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện, cau mày một cái. Sở Vân Bắc, Mộ Dung Lãng Trần đâu? Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn sau lưng mấy người lại không nhìn thấy thanh âm Mộ Dung Lãng Trần, lập tức mở miệng nói. Đoán chừng lên không nổi. Sở Vân Bắc cười ha ha nói, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu, hố hắn một cái, thực thoải mái. Người đều đi lên, hắn làm sao lên không được. Lăng Ngạo khinh thường nhìn Sở Vân Bắc, thực lực Mộ Dung Lãng Trần không biết mạnh mẽ hơn Sở Vân Bắc bao nhiêu. Sở Vân Bắc đều xuất hiện ở nơi này, Mộ Dung Lãng Trần lại làm sao có thể lên không lên nổi. Không tin, các ngươi có thể đi phía dưới nhìn xem. Sở Vân Bắc nhún nhún vai nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Chờ các ngươi xuống, qua một lúc khả năng liền lên không nổi, màn sáng cửu thải không phải dễ dàng thông qua như vậy. Lăng Ngạo thật đúng là chuẩn bị xuống dưới nhìn xem, nhưng mà lúc này, thanh âm Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ truyền đến, mấy người nhìn nhau, trong lòng một trận hồ nghi. Chẳng lẽ Mộ Dung Lãng Trần thực lên không nổi, bằng không hắn làm sao có thể tức giận như vậy? Nếu như bản thân xuống dưới, đến thời điểm có phải hay cũng không đến không? Nếu đi tới nơi này, vậy sẽ phải nếm trước túy trường sinh. Không đi xuống, Sở Vân Bắc cười ha ha nói, hắn lại làm sao không khinh thường Lăng Ngạo bọn họ đây? Hừ, Lăng Ngạo lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy một bên đi đến, hắn tin tưởng, lấy thực lực Mộ Dung Lãng Trần nhất định là có thể lên đến, chỉ là muộn một hồi mà thôi. Lăng Ngạo không biết là nếu như chỉ dựa vào Lăng Ngạo một người mà nói, hắn khẳng định không có khả năng bước vào tầng thứ 7. Cũng đúng lúc này, tầng thứ nhất Thiên Thánh Lâu, Sở Thanh Dương vừa mới trở lại gian phòng của mình, còn chưa ngồi nóng đít đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng. Nôn nôn nóng nóng như thế còn thể thống gì? Sở Thanh Dương phẫn nộ quát. Mời trưởng lão thứ tội, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một người hầu phù phù một tiếng quỳ gối cửa ra vào, cung kính nói. Nói. Sở Thanh Dương cau mày một cái, người hầu Thiên Thánh Lâu tố chất là không nói, có lẽ chân thực có chuyện quan trọng gì cũng khó nói. Có thể trở thành Sở gia nội môn trưởng lão, Sở Thanh Dương tâm tính tự nhiên là bất phàm, hơn nữa hôm nay Sở Vân Bắc đến nơi này, lấy tính tình Sở Vân Bắc không ra chút sự tình cũng khó khăn. Khởi bẩm trưởng lão. Màn sáng thất thải tầng thứ 6 tiến về tầng thứ 7 đột nhiên biến thành cửu thải, tu sĩ muốn thông hướng tầng thứ 7 tiếng oán than dậy đất. Người hầu cũng không có quá mức khẩn trương, một hơi đem nói cho hết lời. Cái gì, lặp lại lần nữa. Sở Thanh Dương sầm mặt lại, còn tưởng là bản thân nghe sai. Người hầu lại đem biến đổi vừa nãy lặp lại, Sở Thanh Dương lập tức chấn kinh, nhưng càng không tin, thất thải thiên hồn trận biến thành cửu thải thiên hồn trận. Cái này sao có thể? Người khác không biết, nhưng Sở Thanh Dương là rất rõ ràng, Thiên Thánh Lâu hồn giới là tốn giá rất lớn, tìm người Bắc Thần gia tộc bố trí. Mấy trăm năm đến nay, hồn giới còn chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nghe biến cố như vậy, khiến Sở Thanh Dương làm sao không khiếp sợ đây? Nếu là Thiên Thánh Lâu có chút cái gì ngoài ý muốn, trưởng lão hắn đoán chừng cũng bù vào. Trước đó phát sinh chuyện gì? Hạn ngươi lại nói cho ta rõ ràng. Sở Thanh Dương có chút lo lắng, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến đám người Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần. Trước đó hắn rời đi, Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn muốn nói tiến về tầng thứ 7, vừa lúc này xuất hiện việc ngoài ý muốn, thật sự là quá khéo. Hồi bẩm trưởng lão, việc này thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Người hầu cung kính nói. Sau đó đem sự tình Sở Thanh Dương rời đi về sau cùng Sở Thanh Dương cẩn thận nói một lần. Sở Thanh Dương lông mày vặn thành chữ xuyên, ngồi ở trên chỗ ngồi không biết đang suy nghĩ gì, sau nửa ngày mới nói, ý ngươi là, nhị thiếu đi vào, hồn giới tự động mở một cánh cửa, mà sau khi nhị thiếu đi vào, hồn giới liền phát sinh biến hóa.
Không sai, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng sự thật chính là như vậy. Người hầu gật gật đầu. Việc này ngươi làm rất không tệ, đi xuống đi. Sở Thanh Dương thần sắc khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói được Sở Thanh Dương khích lệ đây chính là thập phần không dễ dàng. Người hầu đắc ý thối lui, trong phòng, Sở Thanh Dương thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ Sở Vân Bắc là hồn điêu sư? Chắc không phải, còn chưa từng nghe qua hắn tu luyện hồn điêu chi thuật, Sở Vân Bắc tại chủ gia đánh giá còn không bằng mấy đệ tử dòng thứ. Trong lòng Sở Thanh Dương trầm ngâm. Muốn hắn tin tưởng Sở Vân Bắc là hồn điêu sư, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, thật sự là Sở Vân Bắc tại Sở gia quá kém. Nếu như Sở Vân Bắc không phải con trai của gia chủ, đoán chừng lúc nào chết đều không biết. Bất quá nói trở lại, những thiên tài cổ tộc này tâm tính không đơn giản, có lẽ Sở Vân Bắc ẩn tàng rất sâu cũng khó nói. Việc cấp bách vẫn là giải quyết thất thải thiên hồn trận biến hóa, nếu gây nên nhiều người tức giận là khó từ tội lỗi. Đúng rồi, nếu như Sở Vân Bắc thực sự là hồn điêu sư, ta tìm hắn đem thất thải thiên hồn trận đổi tới không phải được sao? Cũng vừa vặn rút ngắn quan hệ cùng hắn, liền làm như vậy. Trong lòng Sở Thanh Dương nghĩ thầm. Bên trong một cái ghế lô tầng thứ 7, Tiêu Phàm mấy người mỗi người ôm một vò rượu hướng trong miệng rót vào, tựa như uống không phải rượu, mà là nước. Ha ha, kiếm huynh, ta nói không tệ chứ, Túy Trường Sinh không phải bình thường. Sở Vân Bắc cười lớn, tâm tình thập phần không tồi. Còn được. Tiêu Phàm gật đầu, đối với rượu, hắn không có gì quá lớn yêu thích, bất quá Túy Trường Sinh quả thật không tệ, bên trong ẩn chứa nồng đậm dược lực, mặc dù dễ dàng uống say, nhưng sau khi uống say, rượu kia có thể tẩy tinh phạt tủy. Nam nhân muốn uống liền uống chân long khiếu, tầng thứ 8 chân long khiếu mới là rượu ngon, một vò chân long khiếu bù đắp được 10 năm công. Sở Vân Bắc thở dài nói. Hắn ngược lại là hưởng qua tư vị chân long khiếu, bất quá hắn muốn nhất lại là dựa vào thực lực bản thân đi lên tầng thứ 8. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, một vò chân long khiếu thực nếu là có thể bù đắp được 10 năm công lực, như vậy vô luận như thế nào đều muốn nếm thử. Sau đó lại hỏi tầng thứ 9 luân hồi huyết sắc lại như thế nào đây? Tiêu Phàm lời nói chưa rơi, đột nhiên ầm một tiếng, bao xương cửa phòng bị đá văng, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, Sở Vân Bắc, cút ra đây cho ta. Sở Vân Bắc, cút ra cho ta. Thanh âm cuồng bá quanh quẩn trong phòng, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, đám người Sở Vân Bắc trong phòng tất cả đều cả kinh, còn người u lãnh nhìn chằm chằm cửa ra vào. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh ngồi ở kia thưởng thức Túy Trường Sinh, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ với hắn. Mộ Dung Lãng Trần, ngươi muốn chết, ngươi chỉ cần nói một câu, Sở Vân Bắc ta nhất định thành toàn cho ngươi. Sở Vân Bắc quát lạnh nói. Ở Sở gia cổ thành nơi này còn không có ai dám cùng hắn gọi rầm rĩ, coi như ngươi là Mộ Dung gia tộc thì như thế nào, ta nếu giết ngươi, Mộ Dung gia tộc có thể xử ta như thế nào? Không sai. Xuất hiện ở cửa ra vào chính là Mộ Dung Lãng Trần, bên cạnh hắn còn đứng Độc Cô Mạc Trác, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Nghe được Sở Vân Bắc ngoan thoại, Mộ Dung Lãng Trần lập tức tịt ngòi, thực nếu là đem Sở Vân Bắc đắc tội triệt để, gia hỏa này tuyệt đối dám giết người diệt khẩu. Sở nhị thiếu, chúng ta là đến tham gia vạn thánh dược điển, nếu quả thật muốn cá chết lưới rách, lửa giận những cổ tộc chúng ta, Sở gia ngươi chưa hẳn tiếp nhận. Độc Cô Mạc Trác đột nhiên nói ra. Sở Vân Bắc không nói, Độc Cô Mạc Trác nói không sai, hắn nói một chút ngoan thoại còn có thể, thật muốn động thủ giết người, đó là không thực tế. Địa vị gia tộc mấy người Mộ Dung Lãng Trần đều hết sức bất phàm, thực lực mấy người trừ cường đại, càng là có thiên phú luyện dược, là bảo bối các đại gia tộc kia. Chỉ là Sở Vân Bắc không hiểu Mộ Dung Lãng Trần như thế nào xuất hiện đây, hắn không bị màn sáng cửu thải ngăn cản tại tầng thứ 6 sao. Nghĩ vậy, Sở Vân Bắc dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn mặc dù xuyên tạc thất thải thiên hồn trận biến thành cửu thải thiên hồn trận, nhưng thời gian có hạn, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ đã qua, Mộ Dung Lãng Trần muốn thông qua hồn giới tầng thứ 7, lấy thực lực hắn tự nhiên cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Đều cút ra ngoài cho ta, đừng quấy rầy tiểu gia uống rượu. Hồi lâu Sở Vân Bắc phun ra một câu, bản thân uống rượu uống mà lại có người đạp cửa, hắn trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu. Ở Sở gia cổ thành nơi này, cho tới bây giờ chỉ có Sở Vân Bắc hắn đạp người khác,
còn chưa bao giờ có người dám đạp hắn. Sở nhị thiếu, chúng ta tới nơi này cảm thấy vẻn vẹn uống rượu không có quá nhiều ý tứ, muốn theo sở nhị thiếu chơi trò chơi khác. Độc Cô Mạc chắc không những không giận mà còn cười nói. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những đệ tử cổ tộc ra mặt đều không phải dày bình thường, lại còn vô liêm sỉ. Trò chơi gì? Sở Vân Bắc ánh mắt lạnh lùng, hắn biết rõ Độc Cô Mạc chắc nhất định là chuẩn bị quấn lấy hắn, Sở Vân Bắc cũng không thể mất mặt mũi. Ta nghe nói Thiên Thánh Lâu tầng thứ 8 có chân long khiếu mới là rượu ngon trốn nhân gian, so với Túy Trường Sinh còn mỹ vị hơn rất nhiều, không biết sở nhị thiếu có hứng thú cùng chúng ta đánh cược một keo hay không? Độc Cô Mạc chắc cười nhạt một tiếng, tựa như ăn chắc Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc hơi có chút chần chờ, hồn giới tầng thứ 7 hắn đều không cách nào phá vỡ, lại càng không cần phải nói tầng thứ 8, cơ hồ là không có khả năng phá vỡ. Hắn đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc đối với Tiêu Phàm là tràn ngập tâm tính, một người có thể tùy ý xuyên tạc thất thải thiên hồn trận, phá vỡ bát thải thiên hồn trận, đoán chừng cũng không phải việc khó. Làm sao, sở nhị thiếu không dám sao? Độc Cô Mạc chắc chào phúng cười nói, Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần cũng cười lạnh không thôi. Chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ lại là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu. Trước đó ánh mắt Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm tìm kiếm trợ giúp, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt khác, nếu như cứng rắn nói đặc biệt, chính là Tiêu Phàm quá mức bình thản. Nhị thiếu, người trước đó không phải nói tầng thứ 8 chân long khiếu không tồi à, người sẽ không nỡ chút ấy hồn thạch chứ? Tiêu Phàm cười nhạt nói. Nếu kiếm huynh nói như vậy, sở mẫu nhất định để ngươi uống đủ. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, theo phía sau bỗng lạnh lẽo, nhìn về phía Độc Cô Mạc chắc nói, ở sở gia cổ thành, còn không có gì Sở Vân Bắc ta không dám sao. Ha ha, sở nhị thiếu quả nhiên thống khoái, nếu không chúng ta tới tặng thưởng. Độc Cô Mạc chắc nhìn thấy Sở Vân Bắc đáp ứng, lập tức cười không ngậm miệng được. Chính hợp ý ta. Sở Vân Bắc lạnh lùng cười một tiếng, có Tiêu Phàm ám chỉ, Sở Vân Bắc thật đúng là không kiêng nể gì cả. Đừng nói là đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 hắn cũng dám cược. Độc Cô Mạc chắc ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, sau đó cười tủm tỉm lấy ra một cái bình ngọc, nói ta trong này có 3 khỏa cửu phẩm trung cấp thánh nguyên đan, ngươi nếu thắng, 3 khỏa thánh nguyên đan liền thuộc về ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là thiên tài cổ tộc, cửu phẩm thánh nguyên đan lại có thể tùy ý cầm ra. Phải biết. Một khỏa cửu phẩm trung cấp thánh nguyên đan có thể chớp mắt khôi phục toàn bộ hồn lực chiến thánh cảnh trung phẩm, nắm giữ một khỏa thánh nguyên đan chính là tương đương với gấp đôi hồn lực. Tại đồng bậc trong chiến đấu, nhiều gấp đôi hồn lực thì phần thắng tuyệt đối có thể tăng lên mấy thành, bởi vì hắn không hạn chế thi triển sát chiêu. Bất quá, Sở Vân Bắc lại khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi đặt cược lợi hại cỡ nào đây, liền 3 khỏa thánh nguyên đan. Nói đến đây, Sở Vân Bắc trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc ném qua, cười lạnh nói, nơi này là 3 khỏa thánh nguyên đan, cầm xéo đi, đừng quấy rầy ta uống rượu, tầng thứ 8, chúng ta qua một lúc tự đi. Sở Vân Bắc bộ dáng kia liền tựa như cho ăn mày, tràn ngập khinh thường, Độc Cô Mạc chắc nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bản thân dù sao cũng là thiên tài Độc Cô gia tộc, lại bị Sở Vân Bắc xem như tên ăn mày đối đãi, trong lòng hắn làm sao cam lòng. Bất quá nghĩ đến thân phận Sở Vân Bắc, Độc Cô Mạc chắc lại phát không nổi lửa giận, Sở Vân Bắc chính là nhị thiếu dòng chính luyện dược thế gia ngàn năm, như thế nào lại đem mấy khỏa đan dược để ở trong mắt đây? Muốn cược, liền lấy điểm thành ý đi ra, Độc Cô gia tộc ngươi không phải chú tạo thế gia ngàn năm sao? Nếu như ngươi có thể xuất ra một hai kiện thần binh, ta ngược lại là có chút hứng thú. Sở Vân Bắc tiếp tục nói, cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Mạc chắc. Còn một hai kiện thần binh, ngươi cho rằng thần binh là rác rưởi sao? Độc Cô Mạc chắc giận tím mặt, đừng nói là hắn, chính là Độc Cô gia tộc trưởng lão lại có mấy người có thần binh. Sở Vân Bắc ho khan mấy tiếng, hắn cũng cảm giác bản thân yêu cầu quá cao, sau đó lại sửa lời nói, nếu không có thần binh, vậy cửu phẩm đỉnh giai hồn binh hẳn là có đi, nếu như không có, ta thực sự không có hứng thú. Các ngươi không phải muốn nhìn ta xấu mặt à? Thực nghĩ tiểu gia dễ khi dễ, ta cũng phải nhìn đến cùng ai xấu mặt. Sở Vân Bắc trong lòng cười lạnh. Được, ta
ta cược với ngươi. Độc Cô Mạc Trác khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm đen kịt, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc khí diễm, lộ ra một cỗ chi khí tuyệt thế sắc bén. Cửu phẩm đỉnh cấp Ô Hoàng kiếm. Ánh mắt Sở Vân Bắc sáng lên, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lúc này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một chuôi cửu phẩm hồn binh cũng xứng cùng nhị thiếu đánh cược sao? Chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn ngồi như vậy đột nhiên đứng lên. Sở nhị thiếu đều không nói gì, ngươi tính thứ gì? Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Độc Cô Mạc Trác lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói thêm câu nữa, hắn liền chuẩn bị động thủ. Ý kiếm huynh chính là ý ta. Nhưng Sở Vân Bắc lại là tiến lên một bước, không chút do dự ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Sắc mặt Độc Cô Mạc Trác lạnh lùng vô cùng, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn phách lối cũng liền thôi, những người khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Nguyên bản hắn nghĩ từ trên người Tiêu Phàm tìm về một chút mặt mũi, chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc vậy mà căn bản không cho hắn cơ hội. Nhị thiếu, đây là sự tình ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Vân Bắc, sau đó chậm rãi tiến lên, nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Mạc Trác nói, ngươi nói ta không tư cách cùng ngươi nói chuyện, không biết ta như thế nào mới có tư cách cùng ngươi nói chuyện đây. Nếu là lấy tính tình Tiêu Phàm trước kia, nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một cái tát. Ở chỗ này Tiêu Phàm không có tùy ý tức giận, nhưng hắn cũng không phải mặc người nhào nặn, Độc Cô gia tộc thì như thế nào, chỉ cần là người, hắn liền không sợ. Cảm thụ đến khí thế bức người trên người Tiêu Phàm, Độc Cô Mạc Trác hai mắt nhắm lại, nói, một chiến thánh cảnh sơ kỳ, ngươi có tư cách gì? Chiếu như lời ngươi nói là lấy cảnh giới vi tôn đúng không? Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt, từng bước một tiến lên, trên người khí thế không ngừng tăng lên. Mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ nhưng lấy cường độ linh hồn hắn bây giờ, nghiền ép một chiến thánh trung kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo Tiêu Phàm phóng thích uy áp linh hồn, mấy người đối diện tất cả đều cảm thụ đến một cỗ uy áp to lớn, nhất là Độc Cô Mạc Trác, thân thể hắn vậy mà mãnh liệt run rẩy lên. Ngươi tự tìm cái chết, Độc Cô Mạc Trác cũng nhìn không được nữa, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn có thể nhìn ra, tu vi Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh sơ kỳ nhưng cường độ linh hồn so với hắn cường đại hơn, chỉ cần xông phá linh hồn uy áp, Tiêu Phàm chỗ nào là đối thủ của hắn. Tốc độ Độc Cô Mạc Trác rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc Trác, ngươi dám ở nơi này động thủ. Sở Vân Bắc gầm thét một tiếng, sau lưng hắn mấy người đều dương cung bạt kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cút, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng giống như chân long gào thét, không khí quay cuồng rung chuyển, hình thành từng đạo gợn sóng, thân thể Độc Cô Mạc Trác cũng không còn cách nào đứng vững. Ngay sau đó, áo bào trên người hắn nổ tung, bộ mặt có chút vặn vẹo, không khí như đao cắt da rẻ hắn, máu tươi vẩy ra, thân thể từng bước một hướng về phía sau thối lui. Không thể không nói, thực lực Độc Cô Mạc Trác cũng thực không tồi, có thể tiếp được công kích linh hồn của Tiêu Phàm. Mấy tức sau, tiếng sóng mới biến mất không thấy gì nữa, thân thể Độc Cô Mạc Trác trần trụi dán trên tường gian phòng, hiện lên hình thập tự, tựa như đính trên tường. Hắn máu me khắp người. Con mắt che kín huyết sắc, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Ttt trong phòng thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người Dịch Bằng cùng Sở Nghiên kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không biết thực lực Độc Cô Mạc Trác mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ, chiến thánh cảnh sơ kỳ lại tiếp nhận không được một hống chi uy của Tiêu Phàm, thực lực cũng quá khủng bố. Nếu như bọn hắn biết rõ Độc Cô Mạc Trác là chiến thánh trung kỳ, đoán chừng liền không ngừng chấn kinh đơn giản như vậy. Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Mộ Dung Lãng Trần ba người cũng bị Tiêu Phàm một hống chi uy dọa cho phát sợ, bọn họ cùng Độc Cô Mạc Trác là tám lạng nửa cân, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, trong lòng ba người có chút may mắn đắc tội Tiêu Phàm không phải mình. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi nói chuyện không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Coi như đối mặt người cổ tộc, hắn vẫn cường thế như vậy. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi rời Sở ra cổ thành, ta nhất định giết ngươi. Độc Cô Mạc Trác thay đổi một bộ y phục, giữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Hôm nay, Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn mất mặt mũi, Độc Cô Mạc Trác ngoan kính cũng tới. Nhưng mà Tiêu Phàm không nói hai lời, thân hình bỗng tại chỗ biến mất,
lần nữa xuất hiện đã là trước người Độc Cô Mạc Trác, hắn một tay gắt gao bóp lấy cổ Độc Cô Mạc Trác. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, trên người sát ý như ẩn như hiện, dù là hắn cực lực che giấu, sát ý kia cũng dọa những người khác sợ hãi. Con người Độc Cô Mạc Trác kịch liệt run rẩy, nguyên bản hắn coi là uy hiếp một cái, Tiêu Phàm sẽ sợ mất mật, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dữ dội như thế. Độc Cô Mạc Trác lúc này mới phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai thập phần không hợp thói thường, hắn liền không nên đắc tội hung thần này. Kiếm huynh, cảm thụ sát ý trên người Tiêu Phàm, sắc mặt Sở Vân Bắc cũng hơi đổi, sau đó vội vàng truyền âm nói, biểu đệ, không nên giết hắn. Độc Cô Mạc Trác chính là thiên tài luyện dược hiếm có Độc Cô gia tộc, hơn nữa còn là một trong người thừa kế gia chủ. Nếu như giết hắn, người Độc Cô gia tộc sẽ lập tức chạy đến. Đến thời điểm sẽ chậm trễ sự tình ngươi. Giờ khắc này Sở Vân Bắc xác thực thực sự vì Tiêu Phàm suy nghĩ, đương nhiên, nếu như Độc Cô Mạc Trác chết, Sở Vân Bắc hắn cũng khó trốn liên quan, cái này cũng không phải hắn nhìn thấy. Nếu nhị thiếu vì ngươi cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một chỉ bắn ra, ngón tay Độc Cô Mạc Trác mang theo hồn giới đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó trong tay Tiêu Phàm có một mai hồn giới. Độc Cô Mạc Trác đau tê tâm liệt phế, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, tháo thành tám khối. Dịch Băng, tiếp lấy. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, hắn thu hồi hồn giới, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, tay Độc Cô Mạc Trác nắm Ô Hoàng kiếm run rẩy một cái, Ô Hoàng kiếm hóa thành một vệt sáng bay vào trong tay Dịch Băng. Nhìn Ô Hoàng kiếm trong tay, Dịch Băng cảm giác mình đang nằm mơ. Kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, thiếu chủ, ta. Đây chính là cửu phẩm đỉnh cấp hồn binh Ô Hoàng kiếm A, coi như gia tộc của hắn đều không có cửu phẩm hồn binh, hiện tại trên tay hắn vậy mà xuất hiện một chuôi, làm hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Giữ lại phòng thân, Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp Ô Hoàng kiếm mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Hơn nữa hắn có Tu La kiếm, Ô Hoàng kiếm cho hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, nếu như Dịch Băng không nghe lời, Tiêu Phàm cũng tùy thời có thể thu hồi lại. Đa tạ thiếu chủ, Dịch Băng cung kính một xá, một tay nắm lấy Ô Hoàng kiếm đứng cách Tiêu Phàm không xa. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp hồn binh nói đưa sẽ đưa, điều này cũng làm cho hắn đối với thân phận Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Hắn rất may mắn bản thân có một chủ nhân. Sở Nghiên mấy người trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nào chỉ là bọn hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng có chút hâm mộ, nguyên bản Ô Hoàng kiếm hắn là chuẩn bị giữ lại. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cho Dịch Băng, hắn cũng không nói cái gì, chỉ có thể thầm than Dịch Băng vận khí tốt. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, Độc Cô Mạc Trác nói câu nào, ngươi liền đoạn hắn một tay, đoạt hắn hồn giới, đoạt hồn binh, đây quả thực là cách làm cường đạo. Tiêu Phàm cử động khiến Mộ Dung Lãng Trần khó chịu. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào ứng phó người Sở Vân Bắc, hắn đều không dự định buông tha, chỉ ít hiện tại Độc Cô Mạc Trác nhất định là đứng ở bên hắn. Ta chính là cường đạo, thì sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Hắn con người cũng đảo qua hồn giới trên ngón tay Mộ Dung Lãng Trần, khiến Mộ Dung Lãng Trần tê cả da đầu. Trong lòng thầm mắng nói, cái gia hỏa này sẽ không tính toán cướp của ta chứ. Nghĩ vậy, Mộ Dung Lãng Trần bị dọa đến rút lui mấy bước. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đứng ở cách đó không xa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, tất cả đều bị Tiêu Phàm cường thế trấn nhiếp. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Độc Cô bốn người vào không được, lui cũng không được, bọn hắn còn chưa từng thấy người cường thế như vậy, nhất thời không biết làm sao. Nhị thiếu, ta xong rồi, đến phiên ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, đặt mông ngồi xuống, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sở Vân Bắc nghe vậy cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết người, cái kia liền không có gì phải sợ, cho Độc Cô Mạc Trác chừa chút kỷ niệm. Độc Cô Mạc Trác đoán chừng cũng không dám chuyện bé xé ra to, đến thời điểm mất là mặt mũi Độc Cô gia tộc. Độc Cô Mạc Trác, còn đánh cược hay không? À đúng. Ngươi hiện tại có vẻ như đã không có tiền đặt cược. Sở Vân Bắc giễu giễu nói. Độc Cô Mạc Trác nghiến răng nghiến lợi,
như một đầu khát máu dã thú nhìn chằm chằm Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm. Mặc dù hiện tại không có phát tác, nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Ta tới đánh cược với ngươi. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng ra, trên thực lực bọn hắn không nhất định chiếm được, nhưng sông hồn giới lại là một chuyện khác, điểm này tự tin hắn vẫn có. Hít sâu một cái, Mộ Dung Lãng Trần lung lay răng nói, muốn cực liền cược lớn một chút, một ức cực phẩm hồn thạch. Ittt, đám người Dịch Bằng nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng thầm mắng một trận, Mộ Dung gia tộc không hổ là Cửu Tiêu Cung, cái gì có thể thiếu nhưng không thiếu chính là hồn thạch. Một ức cực phẩm hồn thạch, không phải một ức thượng phẩm hồn thạch, coi như chiến thánh cường giả tối đỉnh có mấy trăm năm nội tình cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra một ức cực phẩm hồn thạch. Một ức cực phẩm hồn thạch, ngươi xác định, Sở Vân Bắc cũng bị thủ bút Mộ Dung Lãng Trần làm cho chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, Cửu Tiêu Cung nắm trong tay Cửu Tiêu Thương Hội, một ức cực phẩm hồn thạch đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng không tính là gì. Liền tựa như Sở gia cũng nắm trong tay Luyện Dược Sư Công Hội, Sở Vân Bắc cũng có thể miễn cưỡng lấy ra một hai ức cực phẩm hồn thạch. Xác định, Sở nhị thiếu sẽ không sợ chứ. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, kỳ thật một ức cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng coi là hắn có thể vận dụng toàn bộ hồn thạch, đương nhiên, chút bảo bối không được tính ở trong đó. Sợ, Sở Vân Bắc ta sợ sao? Sở Vân Bắc vỗ ngực nói, mặc dù mặt ngoài khinh thường nhưng hắn trong lòng cũng thập phần không có yên lòng. Vậy liền tăng thêm ta cũng cược một ức cực phẩm hồn thạch, vấn đề Sở nhị thiếu không lớn lắm a. Lăng Ngạo đột nhiên cũng mở miệng nói. Ta mặc dù không có phong phú như mọi người như thế nhưng không thể mất khí thế, ta liền cược 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch chơi đùa. Độc Cô Mạc Trác nghiêm nghị nói, con người băng lãnh liếc nhìn Tiêu Phàm, tựa như lại nói, lão tử dùng hồn thạch đều có thể đập chết ngươi. Ngươi có hồn thạch sao? Sở Vân Bắc khinh thường, người nhà hồn giới đều bị Tiêu Phàm cướp đi, nơi nào còn có hồn thạch, không có hồn thạch còn dám ở chỗ này nói to. Không có ta cấp cho Độc Cô huynh, điểm này Sở nhị thiếu không cần lo lắng. Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt nói. Nghe vậy, Sở Vân Bắc mặt âm trầm, hai ức 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, coi như đem bán hắn cũng cầm không ra a, lần này bọn hắn nhất định đánh mặt. Sở Vân Bắc trong lòng thầm mắng không thôi, mấy tên này đơn giản là muốn đem hắn ép chết, đến thời điểm thua hơn hai ức cực phẩm hồn thạch, đoán chừng phụ thân hắn đều không thể quang minh chính đại lấp cho hắn cái lỗ thủng này. Lúc này, ánh mắt đám người tất cả đều rơi vào trên người Hoàng Phủ Tinh Vũ, con người Hoàng Phủ Tinh Vũ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó mở miệng nói ta cũng ra 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Hết thảy 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược, ta nghĩ lấy năng lực Sở nhị thiếu là không có bất cứ vấn đề gì, nếu ngại ít mà nói, ta có thể thêm một chút nữa. Mộ Dung Lãng Trần cười cười. Sở Vân Bắc hận không thể một bàn tay giết chết Mộ Dung Lãng Trần. Mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm có năng lực tiến vào tầng thứ 8, nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Điểm ấy tiền đặt cược ta cảm thấy vẫn là quá ít, không xứng thân phận nhị thiếu. Tiêu Phàm uống một ngụm túy trường sinh, cười nhạt một cái nói. Trong phòng, đám người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược còn thiếu, có bản sự ngươi xuất ra nhiều hơn. Sở Vân Bắc không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Bất quá đây là một cái cơ hội tốt dọa lùi bọn hắn, suy nghĩ một chút nói, kiếm huynh nói đúng, 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược quá ít, ít nhất cũng phải. 20 ức, Sở Vân Bắc lời nói chưa dứt thanh âm liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, Tiêu Phàm tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể góp 10 ức cực phẩm hồn thạch, ta nghĩ nhị thiếu sẽ đáp ứng yêu cầu các ngươi. Nghe nói như thế, hai chân Sở Vân Bắc mềm nhũn, kém chút không đứng vững, 20 ức. Cho dù là Sở Vân Bắc cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều hồn thạch như vậy. 20 ức, ngươi cho rằng là thượng phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc Trác phẫn nộ nói. Các hạ là đang cố ý làm khó dễ chúng ta sao? 20 ức cực phẩm hồn thạch chúng ta coi như có thể gom góp, các ngươi có thể cầm được ra sao? Mộ Dung Lãng Trần cũng khó chịu. Các hạ không muốn cực chỉ cần nhận thua là được, cũng không tất tìm nhiều chuyện như vậy. Ngươi nếu là có thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, chúng ta cũng nhất định gom góp, như thế nào? Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Tinh Vũ trầm mặc không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận mấy người Lăng Ngạo thuyết pháp, 20 ức cực phẩm hồn thạch,
cái này không phải người bình thường có thể cầm ra. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc thần sắc có chút khó coi. Ta không thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, bất quá muốn cược là các ngươi, chúng ta lại không nói nhất định muốn cùng các ngươi cược. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần lưu manh nói ra. Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần mấy người giận tím mặt, cái này Tiêu Phàm nhất định chính là nghĩ tay không bắt sói, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Ta cái gì ta chính là tay không bắt sói, thì sao, các ngươi thích đánh cuộc cá cược. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm mạc. Hắn hiện tại một mực vì tài nguyên Tu La Điện mà sứt đầu mẻ chán, bây giờ thật vất vả đụng phải kẻ quê mùa như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đây. Không hung ác dọa dẫm bọn hắn một bút, lương tâm Tiêu Phàm đều có chút bất an. Hơn nữa 20 ức cực phẩm hồn thạch mới có thể giải quyết Tu La Điện khẩn cấp, đương nhiên, cái này cũng phải xem mấy người có quyết đoán hay không. Chúng ta nếu góp 10 ức cực phẩm hồn thạch, người thua thì phải làm sao? Độc Cô Mạc Trác ngưng tiếng nói, hắn bị Tiêu Phàm đoạn một ngón tay, đoạt hồn giới, thù này hắn nhất định phải báo. Không có hồn thạch, liền dùng mệnh cược. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một việc đương nhiên. Mạng ngươi, trị giá 20 ức cực phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc Trác mặt coi thường nói. Lại tăng thêm mệnh ta thì sao? Sở Vân Bắc quát lạnh một tiếng nói, việc đã đến nước này, hắn là không có khả năng lui lại. 20 ức cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm là không có khả năng cầm ra, nếu như Tiêu Phàm thua, không chỉ Tiêu Phàm chết, Sở Vân Bắc hắn cũng phải chết. Đã như vậy còn không bằng dứt khoát duy trì Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc Trác mấy người hơi kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Vân Bắc lại có dạng quyết đoán này. Tốt, nếu Sở Nhị Thiếu nói như vậy, cho chúng ta nửa canh giờ, chúng ta góp 10 ức cực phẩm hồn thạch lại tới tìm ngươi, mặt khác, ngươi và ta đều tìm một công chứng viên, đừng đến thời điểm thua không thừa nhận. Độc Cô Mạc Trác gật đầu nói. Mộ Dung Lãng Trần. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ ba người có chút khó chịu, bọn hắn còn không có đáp ứng, Độc Cô Mạc Trác liền thay bọn hắn làm chủ, khiến người khác coi là bọn họ lấy Độc Cô Mạc Trác phi tôn. Các vị, ta góp 10 ức, còn lại 10 ức các ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Mạc Trác cười nói. Nghe vậy, ánh mắt ba người Lăng Ngạo sáng lên, gật đầu, Mộ Dung Lãng Trần cười nói, nếu Độc Cô huynh nói như vậy, chúng ta tự nhiên cho mặt mũi. Sau nửa canh giờ chúng ta lại đến nơi này. Nói đến đây, Mộ Dung Lãng Trần khiêu khích nhìn Sở Vân Bắc một cái. Ta tại nơi này chờ lấy các ngươi. Sở Vân Bắc một mặt ngạo nghễ nói, bất quá trong lòng hắn thì thập phần không yên. Lúc đám người Độc Cô Mạc Trác rời đi, sắc mặt Sở Vân Bắc lập tức thất thần ngồi liệt trên ghế, nhìn Tiêu Phàm nói, kiếm huynh, ta chỗ nào có thể kiếm ra 20 ức cực phẩm hồn thạch. Ta cũng không bắt ngươi kiếm ra 20 ức cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lại uống một chén túy trường sinh vào trong bụng. Ta, sắc mặt Sở Vân Bắc tái nhợt, cũng không phải hắn thua không chịu nổi, mà là một khi thua chính đánh là mặt Sở gia. Sở Vân Bắc tại Sở gia lúc đầu không phải rất được người chào đón, lần này náo ra nhiều chuyện lớn như vậy, nếu như bị những người khác biết rõ, đoán chừng địa vị hắn lại phải giảm bớt đi nhiều. Yên tâm. Không phải là tiến vào tầng thứ 8 à, ta cam đoan ngươi sẽ không thua. Tiêu Phàm cười nói, hắn ngồi ở kia vân đạm phong khinh, lặng lặng chờ đợi bốn người Độc Cô Mạc Trác đến. Cũng ở nơi này nửa canh giờ, tin tức Sở Vân Bắc cùng đám người Độc Cô Mạc Trác đánh cược lan truyền nhanh chóng, nhất là Thiên Thánh Lâu đã sớm sôi trào lên. Các ngươi nghe nói gì chưa, Sở Nhị Thiếu chuẩn bị cùng Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc mấy người đánh cược, xem ai có thể xâm nhập tầng thứ 8. Tặng thưởng đạt đến 20 ức cực phẩm hồn thạch. Người có phải nghe lầm hay không, xác định không phải 20 ức thượng phẩm hồn thạch, mà là 20 ức cực phẩm hồn thạch. Chính là 20 ức cực phẩm hồn thạch, đến thời điểm ai cầm không ra liền dùng mệnh đến hoàn lại, lần này Sở Nhị Thiếu chơi lớn rồi. Đúng vậy, Sở Nhị Thiếu bình thường tự cho là đúng cũng liền thôi, người Sở gia cổ thành đều sợ hắn, cũng sẽ nhường cho hắn. Nhưng lần này thiên tài cổ tộc khác khẳng định sẽ không để cho hắn lấy, đến thời điểm mất mặt vẫn là Sở gia. Chúng ta nhanh đi, hiện tại có không ít người tiến về tầng thứ 7, chậm một chút nữa liền bỏ lỡ. Thiên Thánh Lâu khắp nơi đều đang nghị luận sự tình đánh cược lần này, rất nhiều cường giả đã nhanh chóng hướng tầng thứ 7 tiến đến. Người có thể tiến về tầng thứ 7 ngược lại là có không ít,
Rất nhanh tầng thứ 7 Thiên Thánh Lâu liền tụ tập trên 100 tu sĩ, có thể đạt tới nơi này đều là chiến thánh trung kỳ trở lên. Trong phòng, mấy người Tiêu Phàm đang thưởng thức Túy Trường Sinh, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó Dịch Bằng đi tới. Thiếu chủ, nhị thiếu, có tin tức không tốt, hiện tại tất cả mọi người biết rõ sự tình các ngươi cùng Độc Cô Mạc Trác bọn hắn đánh cược, tầng thứ 7 đã tụ tập trên 100 tu sĩ, bên ngoài Thiên Thánh Lâu càng là vây chật như nêm cối. Sắc mặt Dịch Bằng có chút khó coi. Hắn như thế nào không biết, những người này đều là đến xem trò hay của Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc nghe vậy, cơ thể hơi run lên, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, không khỏi nổi giận mắng, là tên khốn kiếp nào truyền đi, muốn hại ta. Nếu như để cho ta biết rõ, ta nhất định làm thịt hắn. Trừ bọn Độc Cô Mạc Trác ra thì còn có thể là ai? Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra một vẻ đạm nhiên. Kiếm huynh, lúc này ngươi còn cười à? Độc Cô Mạc Trác bọn hắn tự tin như vậy nhất định là có chỗ ỷ vào, bọn hắn thông qua tầng thứ 8 khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Sở Vân Bắc cười khổ nói. Bọn hắn không có vấn đề, chẳng lẽ chúng ta có vấn đề sao? Tiêu Phàm cười nói, một bộ tính trước kỹ càng, toàn thành đều biết rõ việc này, đó là chuyện tốt, Sở nhị thiếu ngươi lần này khẳng định nổi danh, hơn nữa, ta tin tưởng thực lực nhị thiếu ngươi. Kiếm huynh, ngươi nên biết rõ. Ta nếu là đi cửa sau tiến vào tầng thứ 8 không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đường đường chính chính đi lên ta. Sở Vân Bắc một bộ mặt như ăn mướp đắng, đối với lần đánh cược này, hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin. Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo ta đã nói với ngươi làm là được, ngược lại là công chứng viên. Tiêu Phàm lắc đầu, ý hắn là thực lực công chứng viên, nhất định phải trấn nhiếp đối phương. Yên tâm, Sở Thanh Dương thực lực không kém. Đến gần vô hạn chiến thánh đỉnh phong. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói. Đi thôi, bọn hắn cũng đến rồi. Tiêu Phàm gật đầu, đi về phía cửa, Dịch Bằng vội vàng mở cửa phòng ra. Mấy người rất nhanh đi tới một vị trí bình đài, nơi này là vị trí thông hướng tầng thứ 8. Đồng dạng, tu sĩ muốn mạnh mẽ xông tới hồn giới đều phải để lại phát huy không gian, cho nên bình đài cũng lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người mà không lộ vẻ chen chúc. Hơn nữa cái sân thượng này bị hồn giới gia cố, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy hoại lúc Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đi tới. Độc Cô Mạc Trác bọn hắn đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy hai người đi tới, mấy người quăng tới ánh mắt cười lạnh. Ai tới trước? Độc Cô Mạc Trác thản nhiên nói. Chớ nóng vội. Sở Vân Bắc ra vẻ trấn định nói, chúng ta trước định vị quy củ lại nói, cũng coi như có một cái căn cứ. Ngươi muốn như thế nào? Chớ không phải Sở nhị thiếu sợ à? Mộ Dung Lãng Trần cười lạnh nói, hắn hận không thể đánh cược lập tức bắt đầu. Sở Vân Bắc ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Sở Vân Bắc tận lực để bản thân bảo trì bình tĩnh, nói ra các ngươi muốn cược, ta bồi các ngươi, nhưng không thể ta một chiến thánh sơ kỳ, một người độc chiến bốn người chiến thánh trung kỳ các ngươi. Đương nhiên cũng không phải không thể, bất quá ta một người cùng các ngươi bốn người so, ta nếu là thua. Chỉ bồi các ngươi năm ức cực phẩm hồn thạch mà nói cũng không có vấn đề. Sở nhị thiếu nói không sai, hắn một người cùng bốn người đánh cược đã thiệt thòi lớn, thua tự nhiên không thể ra hồn thạch như nhau. Có người phụ họa nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, yêu cầu này cũng không được hà khắc. Sắc mặt mấy người Độc Cô Mạc Trác khó nhìn, bọn hắn rất muốn nói để Sở Vân Bắc tìm ba người, thế nhưng nếu như Sở Vân Bắc tìm là chiến thánh đỉnh phong thì sao? Bọn hắn chỉ muốn đem Sở Vân Bắc một cước giết chết, vẫn thật không nghĩ tới vấn đề quy củ đánh cược. Người bắt đầu không nói như vậy, người nếu không dám nói thẳng thì không cần tìm nhiều cớ như vậy. Độc Cô Mạc Trác ngữ khí lạnh như băng nói. Cũng được, các ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân vẫn là cho khách nhân mấy phần mặt mũi. Sở Vân Bắc hết sức đại độ nói ra. Ngừng lại nói, bất quá quy củ vẫn là nhất định. Nếu như chỉ có các ngươi có thể xông qua tầng thứ 8, tính các ngươi thắng, nếu như chỉ có ta xông qua tầng thứ 8, coi như ta thắng, nếu là không qua được, hoặc là đều đi qua, cái kia coi như thế hỏa không phân thắng bại, như thế nào? Đó là tự nhiên, đây quả thực là nói nhảm. Độc Cô Mạc Trác đã hơi không kiên nhẫn. Ta ý là, thế hỏa không phân thắng bại rất không ý tứ, nếu như đều xông qua tầng thứ 8, vậy liền tiếp tục giao đấu.
xem ai có thể xông qua tầng thứ 9 như thế nào. Sở Vân Bắc không những không giận mà còn cười nói. Nói ra câu nói này, hắn trong lòng đều có chút bồn chồn, nhưng Tiêu Phàm bàn giao, hắn lại không dám phản bác. Độc Cô Mạc Trác cùng Mộ Dung Lãng Trần mấy người nhìn nhau, cuối cùng Độc Cô Mạc Trác gật đầu, thập phần tự tin nói, người đã muốn thua triệt để, ta hoàn toàn có thể thành toàn ngươi. Khi bọn hắn nhìn đến, Sở Vân Bắc đừng nói xâm nhập tầng thứ 9, chính là xâm nhập tầng thứ 8 đều không có khả năng, đáp ứng hay không đáp ứng cũng không đáng kể. Đã như vậy, vậy trước tiên ký hiệp nghị, ta và Kiếm Huynh đã ký tên đồng ý, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, ngay tại bên trên ký tên đồng ý. Đúng rồi, còn có hai công chứng viên cũng ký tên đồng ý. Sở Vân Bắc sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiệp nghị cầm đi ra, cười tủm tỉm nhìn mấy người nói. Bốn người Độc Cô Mạc Trác tiếp nhận hiệp nghị, trong lòng có loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác bị ai lừa, bất quá việc đã đến nước này, mấy người cũng không có đường xoay sở. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nếu như hiện tại nửa đường bỏ cuộc, mất mặt chính là bọn hắn. Chẳng biết tại sao, bốn người trong lòng có chút hối hận, vốn chuẩn bị hại Sở Vân Bắc một lần, nhưng hiện tại bọn hắn cảm giác bị Sở Vân Bắc hại. Ai tới trước, chờ mấy người ký hiệp nghị, Sở Vân Bắc nói lần nữa. Chúng ta tới trước, Mộ Dung Lãng Trần không chút do dự nói ra, trước đó bị Tiêu Phàm bọn hắn hại một cái, làm hại hắn kém chút liền tầng thứ 7 đều không thể tiến đến. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Mộ Dung Lãng Trần tự nhiên không dám để cho đám Tiêu Phàm tới trước. Mời đi. Sở Vân Bắc làm một cái thủ thế mời, đạm mạc cười nói. Bất quá trong lòng hắn lại nói thầm, làm hắn hơi vui mừng là tất cả những thứ này đều tiến hành dựa theo Tiêu Phàm dự kiến. Ta tới trước thử một lần. Độc Cô Mạc Trác mở miệng, căn bản không có bất kỳ cái gì thương lượng. Mấy người Mộ Dung Lãng Trần cũng không có cự tuyệt, dù sao bọn hắn có 4 lần cơ hội, hơn nữa 4 lần cơ hội đều ở đây Tiêu Phàm trước đó, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Coi như Độc Cô Mạc Trác thất bại, 3 người bọn hắn còn có cơ hội vượt qua. Các ngươi nếu không bỏ ra nổi 20 ức cực phẩm hồn thạch mà nói, đầu ngươi ta muốn. Độc Cô Mạc Trác băng lạnh đảo qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đoạt hồn giới cùng bảo kiếm hắn, còn đoạn hắn một ngón tay, Độc Cô Mạc Trác tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vừa dứt lời, Độc Cô Mạc Trác đưa tay vung lên, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt, đám người bốn phía tất cả đều không tự giác hướng phía sau thối lui. Lúc mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy trong tay Độc Cô Mạc Trác chẳng biết lúc nào đột nhiên có một chuôi ngọc thước có 7 đốt, tản ra thất thải quang mang nhàn nhạt. Giống hệt 7 viên sao trời đang lóe lên. Đây là, có người con người hơi hơi co rụt lại, tất cả đều bị thất thải ngọc thước hấp dẫn, có một số người đã ẩn ẩn đoán được danh tự. Thất tinh tuyền cơ xích, Sở Vân Bắc kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin, lại là thất tinh tuyền cơ xích, đây chính là thần binh trong truyền thuyết. Nghe được mấy chữ thất tinh tuyền cơ xích, đám người cũng triệt để sôi trào lên, cũng khó trách bọn hắn không bình tĩnh. Thất tinh tuyển cơ xích là thần binh lợi khí dùng để phá giải hồn giới. Đừng nói màn sáng chỉ là hồn giới phổ thông, liền xem như trận pháp trong truyền thuyết, thất tinh tuyển cơ xích đoán chừng cũng có thể tùy tiện phá mở. Sở nhị thiếu thua chắc, coi như hắn có thể phá vỡ tầng thứ 8 hồn giới, nhưng chưa chắc có thể phá vỡ tầng thứ 9 hồn giới. Độc Cô Mạc Trác thì lại khác, nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích hắn đã đứng ở thế bất bại, đạp vào tầng thứ 9 dễ như trở bàn tay. Có người nhẹ giọng nói. Những người khác cũng không nhìn được gật đầu tán đồng, trong con mắt của đa phần mọi người, Sở Vân Bắc thua, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Độc Cô gia tộc quả nhiên không hổ là chú tạo thế gia ngàn năm, trên người một đệ tử vậy mà nắm giữ thần binh. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên gợn sóng, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Sở Vân Bắc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, truyền âm nói, biểu đệ, ngươi đoán đúng. Hắn thực nắm giữ thần binh, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu để cho người nghe được Sở Vân Bắc nói, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì tất cả những thứ này đều ở bên trong dự kiến của Tiêu Phàm. Yên tâm đi, 20 ức cực phẩm hồn thạch ta nhất định lấy. Tiêu Phàm thập phần tự tin nói, sau đó lại bổ sung một câu, nếu như vận khí tốt, thất tinh tuyển cơ xích thuộc về ngươi. Ách Sở Vân Bắc kém chút bị Tiêu Phàm nói cho sặc. Đây chính là thần binh trong truyền thuyết, mình cũng có thể nắm giữ.
Nếu như người khác nói ra lời này, Sở Vân Bắc nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này là từ trong miệng Tiêu Phàm đi ra, chính là lời lẽ chí lý. Ha ha, Độc Cô Huynh quả nhiên ẩn tàng đủ sâu, chúng ta thắng chắc. Mộ Dung Lãng Trần càn rỡ cười to. Trên mặt Lăng Ngạo cũng hiện ra ý cười, chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt nàng rơi vào trên người Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, không tới cuối cùng liền tồn tại biến số. Độc Cô Mạc chắc rất hưởng thụ ánh mắt đám người kinh ngạc, hắn nắm lấy Thất Tinh Tuyển Cơ Xích chậm rãi đi lên trước, đi tới vị trí thông hướng tầng thứ 8, giơ lên Thất Tinh Tuyển Cơ Xích nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo thất thải hào quang từ bên trong Thất Tinh Tuyển Cơ Xích tỏa ra, xông thẳng màn sáng bát thải đi. Bát thải quang mang rung động một cái, sau đó trung gian lộ ra một đạo quang môn. Thân hình Độc Cô Mạc chắc lóe lên liền xuất hiện ở bên trong quang môn, lúc quang môn khép kín, hắn đã xuất hiện ở bên trong hành lang. Thành công, mấy người Mộ Dung Lãng Trần kích động cười nói. Sở nhị thiếu, đến lượt ngươi, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, chỉ cần thua 10 ức cực phẩm hồn thạch là được. Độc Cô Mạc chắc đứng ở hành lang nghiền ngẫm nhìn Sở Vân Bắc nói. Sở nhị thiếu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần ngươi nhận thua liền lấy 10 ức cực phẩm hồn thạch, nếu ta là ngươi, căn bản không cần do dự. Mộ Dung Lãng Trần cũng vội vàng cười nói. Người Mộ Dung gia tộc ngươi đều là đồ hèn nhát, không nên bắt người Sở gia ta cùng ngươi so. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát. Nhị thiếu nói đúng, người Mộ Dung gia tộc ngươi không biết xấu hổ, nhưng người Sở gia ta còn muốn mặt không? Chính là vô luận thắng thua, chỉ có phấn đấu mới biết rõ, nếu nhị thiếu thua, ta đồng ý giúp đỡ 1 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta cho 5 vạn, nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung gia tộc, liền để cho ta muốn rút hắn nha. Sở Vân Bắc lời nói không thể nghi ngờ kích động một đám tu sĩ thần kinh Sở gia cổ thành, rất nhiều người nhiệt huyết đã bắt đầu quyên tiền. Sắc mặt Mộ Dung Lãng Trần có chút khó coi, hắn coi như là biến khéo thành vụng, nguyên bản muốn đả kích Sở Vân Bắc một cái, không nghĩ tới ngược lại để hình tượng Sở Vân Bắc trong đám người Sở gia cao lớn lên. Tạ ơn mọi người, Sở Vân Bắc ta bình thường mặc dù hoàn khố, nhưng chỉ cần ta vẫn là người Sở gia liền sẽ không liên lụy mọi người. Sở Vân Bắc dõng dạc nói ra. Đám người phát hiện, cùng Sở Vân Bắc trước kia có vẻ như có chút khác biệt. Nếu là Sở Vân Bắc trước kia đoán chừng đã sớm đầu hàng. Kỳ thật Sở Vân Bắc cũng muốn đầu hàng nhưng mấu chốt là hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều hồn thạch như vậy. Một khi nhận thua, Tiêu Phàm sẽ chết, mà Tiêu Phàm vừa chết, Sở Vân Bắc hắn cũng sống không được. Cho nên, Sở Vân Bắc chỉ có thể một đường đi đến, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tiêu Phàm. Nói xong câu đó, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác bản thân bị một cỗ ý thức khác xâm chiếm. Hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ. Thân thể Sở Vân Bắc chậm rãi đi đến phía trước, trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm, đi đến trước màn sáng bát thải, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên kéo kiếm hoa, một kiếm đâm vào phía trên màn sáng bát thải. Nếu như vậy có thể phá vỡ màn sáng bát thải, đoán chừng chiến đế cảnh đều có thể đạt tới tầng thứ 8, thật sự cho rằng chân long khiếu tầng thứ 8 dễ dàng uống như vậy sao? Trong hành lang, Độc Cô Mạc chắc khinh thường nhìn Sở Vân Bắc. Thắng, Mộ Dung Lãng Trần mấy người trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng. Đám người cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong Sở Vân Bắc đại triển quyền cước, coi như không phá nổi màn sáng bát thải, bọn hắn cũng không sao cả, chỉ hy vọng Sở Vân Bắc toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, Sở Vân Bắc biểu hiện làm bọn hắn quá thất vọng. Ông đột nhiên, màn sáng bát thải tách ra một đạo hà mang. Sau đó đột nhiên từ trung gian vỡ ra, lộ ra một đạo quang môn, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng nhảy qua, liền xuất hiện ở bên trong hành lang. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Làm sao có thể, Mộ Dung Lãng Trần mấy người trong nháy mắt ngưng kết, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng là mắt mờ. Nhị thiếu thực sự là hồn điêu sư, cách đó không xa, trong lòng Sở Thanh Dương thập phần buồn bực. Sở Vân Bắc, coi như ngươi thông qua tầng thứ 8 thì như thế nào, tối đa cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Độc Cô Mạc chắc rất nhanh lại khôi phục tự tin. Chỉ là thế hòa không phân thắng bại sao? Sở Vân Bắc nhe răng cười một tiếng, nói, trong mắt của ta, ta đã thắng. Ngươi thắng, thật đúng là mơ mộng hão huyền, nắm giữ Thất Tinh Tuyển Cơ Xích,
tầng thứ 9 ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi nói ngươi đã thắng. Thực sự là trò cười. Độc Cô Mạc Trác cười lạnh nói. Nếu ngươi không tin, chúng ta thêm chút tiền đặt cược như thế nào? Sở Vân Bắc mở miệng nói, mặc dù nói chuyện là Sở Vân Bắc, nhưng trên thực tế lại là ý tứ Tiêu Phàm. Ngươi còn muốn thêm tiền đặt cược, Độc Cô Mạc Trác cũng muốn theo, hắn thấy, Sở Vân Bắc không biết sống chết. Hắn nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích, cho dù không phát huy ra toàn bộ uy lực thất tinh tuyển cơ xích nhưng chỉ cần là hồn giới phía dưới thần phẩm, hắn đều có thể tùy tiện phá mở, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Dù sao đã thắng, hắn không ngại thắng một chút tiền đặt cược, thuận tiện hung hăng đánh mặt Sở Vân Bắc cùng Sở gia. Dùng mệnh ta cược thất tinh tuyển cơ xích của ngươi, Sở Vân Bắc lạnh lùng nói ra mấy chữ. Thanh âm hắn không lớn, lại tựa như một đạo tiếng sấm vang vọng trong lòng đám người đều kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, còn coi là bản thân nghe lầm. Độc Cô Mạc Trác cũng kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngưng tiếng nói, ngươi xác định. Ta xác định, Sở Vân Bắc khẳng định gật đầu, một chút cũng không giống nói đùa. Đám người nào biết là Sở Vân Bắc giờ phút này muốn khóc, hắn nào sẽ dùng mệnh bản thân cùng Độc Cô Mạc Trác cược, đáng tiếc, làm chủ tư tưởng là Tiêu Phàm, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Nhìn thấy Độc Cô Mạc Trác có chút do dự, Sở Vân Bắc lại nói, Độc Cô Mạc Trác ngươi dù sao cũng đường đường là đệ tử dòng chính Độc Cô gia tộc, sẽ không liền chút dũng khí này cũng không có chứ, hay là theo ý của ngươi, mệnh Sở Vân Bắc ta không bằng thất tinh tuyển cơ xích trong tay ngươi. Đương nhiên, Độc Cô Mạc Trác thiếu chút nữa thì thốt ra, mệnh Sở Vân Bắc ngươi đương nhiên không bằng thất tinh tuyển cơ xích, chỉ là lời đến khóe miệng, hắn lại không dám nói ra. Chỉ thấy ánh mắt đám người bốn phía dữ tợn đều nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn nói ra, đoán chừng tu sĩ Sở gia cổ thành liền phát giận. Thất tinh tuyển cơ xích bất quá là vũ khí Độc Cô Mạc Trác hắn mà thôi, nếu như Sở Vân Bắc liền kém vũ khí hắn, há không phải nói rõ người Sở gia không bằng Độc Cô gia tộc sao? Nghĩ vậy, Độc Cô Mạc Trác nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Vân Bắc, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân một mực bị Sở Vân Bắc kéo đi. Đáp ứng ngươi thì như thế nào? Độc Cô Mạc Trác hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi thua, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, không cần để ta tự mình lấy tính mạng ngươi. Kỳ thật coi như để hắn giết Sở Vân Bắc, Độc Cô Mạc Trác cũng không dám, dù sao nơi này là Sở gia cổ thành, cho nên chỉ có thể để Sở Vân Bắc tự sát, cứ như vậy, coi như Sở Vân Bắc chết cũng không liên quan đến hắn. Đó là tự nhiên, Sở Vân Bắc nhếch miệng cười một tiếng, Thanh Dương trưởng lão, ta mà chết, nói phụ thân ta một câu. Không liên quan đến bọn hắn. Nhị thiếu, sắc mặt Sở Thanh Dương biến hóa, trong lòng thầm mắng không thôi, Sở Vân Bắc ngươi gắt gao tại nơi khác, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng chết ở Thiên Thánh lâu, cuối cùng không may còn không phải ta. Không cần lo lắng, ta còn chưa chết đâu. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói, nơi này nhiều người như vậy, ta xem có thể phá lệ để người ở đây đi làm trọng tài. Sở Thanh Dương do dự một cái, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói, được. Ha ha, Ngô lão tam ta cũng rốt cục có thể lên tầng thứ 8, ta chờ đợi đã hơn 40 năm. Đừng cao hứng quá sớm, mặc dù chúng ta đi tầng thứ 8 nhưng khẳng định sẽ không bán chân long khiếu cho chúng ta. Có uống chân long khiếu hay không không quan trọng, chỉ cần có thể lên tầng thứ 8 là được, về sau lão tử cũng có thể chém gió. Đám người nghe vậy lập tức kích động lên. Bình thường một đạo hồn giới không biết đem bao nhiêu người ngăn cản phía dưới tầng thứ 8, bây giờ có thể đi lên tầng thứ 8, cái này đủ để trở thành đề tài nói chuyện khi bọn hắn say rượu. Sở Thanh Dương để cho người ta từ tầng thứ 7 thông hướng tầng thứ 8, sau khi tất cả mọi người thông qua, lại lần nữa mở hồn giới ra. Sau một lát, đám người Sở Vân Bắc cùng Độc Cô Mạc Trác liền xuất hiện ở vị trí đệ cửu trọng, trước người bọn họ là một đạo cửu thải hồn giới. Nhìn thấy cửu thải hồn giới, Độc Cô Mạc Trác lộ ra vẻ khinh thường, hắn tựa như đã sớm đoán được, hồn giới này hắn còn không có đặt ở trong lòng. Chờ ta bước vào tầng thứ 9, ngươi liền không lời nào để nói. Độc Cô Mạc Trác cười lạnh nói, dẫn theo thất tinh tuyển cơ xích liền muốn tiến lên. Chậm đã, Sở Vân Bắc đột nhiên kêu lên. Hiện tại lo lắng bản thân chết sao, muốn đổi ý cũng được, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta. Lớn tiếng hô 10 câu ta nhận thua, ta liền có thể không muốn mạng ngươi. Độc Cô Mạc Trác cao ngạo nâng đầu, dường như hắn đã là người thắng lợi cuối cùng. Trong mắt ta,
ngươi chỉ bất quá là một thằng hề mà thôi, không cần ở trước mặt ta biểu diễn. Sở Vân Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi, Độc Cô Mạc Trác vô cùng phẫn nộ, lại có người dám mắng hắn là xấu xí, cái này thiếu chút nữa thì làm Độc Cô Mạc Trác bộc phát. Trước đó là các ngươi trước xuất thủ, lần này nên đến phiên ta ra tay trước đi. Sở Vân Bắc thản nhiên nói. Không được, Độc Cô Mạc Trác còn chưa mở miệng, Mộ Dung Lãng Trần đã phản bác, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ một màn bản thân trước đó bị ngăn cản tại tầng thứ 6. Ta yêu cầu không quá phận đi, chẳng lẽ các ngươi sợ? Sở Vân Bắc nhún nhún vai nói. Sợ, ta sẽ sợ ngươi. Độc Cô Mạc Trác nhe răng cười, để ngươi trước xuất thủ thì như thế nào, chỉ bất quá là sớm để ngươi tuyệt vọng mà thôi. Mộ Dung Lãng Trần vừa định ngăn cản, sau đó Độc Cô Mạc Trác lời đã ra miệng, hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp, sắc mặt dị thường khó coi. Vậy ta liền không khách khí. Sở Vân Bắc cười cười, chậm rãi hướng về màn sáng cửu thải đi đến, ngón tay bên trong ống tay áo của hắn rung động nhẹ nhẹ. Khi hắn đi đến phía trước cửu thải hồn giới, vẫn như cũ như một dạng trước đó, tay phải kéo kiếm hoa, trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Lần này không có người nào khinh thường Sở Vân Bắc, quả nhiên, thời khắc kiếm mang xúc động hồn giới, một đạo cửu thải hà mang gào thét mà ra, rất nhanh liền xuất hiện một đạo quang môn. Cũng đúng lúc này, Sở Vân Bắc một tay khác nhẹ nhàng điểm một cái, động tác này rất phi diệu, căn bản không có mấy người có thể nhìn thấy. Vừa vặn Sở Thanh Dương chính là nhìn thấy một cái, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng, vừa nãy thủ đoạn nhị thiếu hình như là hồn điêu sư đi. Chẳng lẽ hắn thực sự là hồn điêu sư? Sở Thanh Dương thất thần thật lâu, lúc đám người lấy lại tinh thần, Sở Vân Bắc đã xuất hiện ở bên trong hành lang thông hướng tầng thứ 9. Thông qua, đám người mắt trợn tròn, chẳng ai ngờ rằng lại là dạng kết quả này, khó trách Sở Vân Bắc tự tin như vậy, nguyên lai hắn có tự tin. Sắc mặt khó coi nhất phải kể tới Độc Cô Mạc Trác, hắn thực sự nghĩ không ra Sở Vân Bắc là như thế nào thông qua. Bất quá hắn vẫn như cũ thập phần tự tin. Coi như ngươi thông qua, ta cũng không có thua. Độc Cô Mạc Trác cười lạnh nói, sau đó chậm rãi đi lên trước. Độc Cô huynh, Mộ Dung Lãng Trần vội vàng kêu lên, cẩn thận một chút. Yên tâm, chúng ta không có khả năng thua. Khóe miệng Độc Cô Mạc Trác khẽ nhếch, Mộ Dung Lãng Trần không nói, trong lòng hắn chỉ có thể thầm nói, hy vọng như thế. Trong hành lang tầng thứ 9. Sở Vân Bắc nhìn Độc Cô Mạc Trác đi tới, trong lòng ngưng tiếng nói, biểu đệ, hắn thực xông vào. Giờ phút này Sở Vân Bắc tâm tình thật tốt, phải biết, nếu như Độc Cô Mạc Trác không cách nào thông qua cửu thải thiên hồn trận, thất tinh tuyển cơ xích chính là của hắn. Ngay từ đầu hắn còn đối với Tiêu Phàm dùng mạng hắn đi đặt cược thập phần khó chịu, nhưng hiện tại hắn lại không có bất luận cái gì khúc mắc. Yên tâm, tầng hồn giới này tuy không mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không xông qua nổi. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc, giọng nói vô cùng tự tin. Độc Cô Mạc Trác tay cầm thất tinh tuyển cơ xích đi đến trước mặt cửu thải thiên hồn trận, khóe miệng hơi nhếch lên, hồn lực tràn vào thất tinh tuyển cơ xích, thất thải lưu quang hừng hực tới cực điểm. Hồng hộc một tiếng, chùm sáng bảy màu xông vào bên trong cửu thải thiên hồn trận, một sát na kia, cửu thải thiên hồn trận lập tức bị phá vỡ, một đạo quang môn xuất hiện ở trước người hắn. Độc Cô Mạc Trác cười nhạt một tiếng, nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt quang môn. Không nghĩ tới hồn giới thông hướng tầng thứ 9 dễ dàng liền có thể phá vỡ như vậy, sớm biết rõ ta cũng có thể đi lên nếm thử luân hồi huyết sắc. Ngươi cho rằng thật dễ dàng sao như vậy, đây chính là thần binh thất tinh tuyển cơ xích không nhìn hồn giới, cho nên hắn có thể tùy tiện thông qua. Không sai. Chính là hồn giới tầng thứ 8 đều không phải chúng ta có thể phá vỡ, lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng thử qua. Đám người nhìn qua Độc Cô Mạc Trác bắn về phía quang mang, không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên bắn ngược mà quay về, thân hình bay ngược ra hơn mấy trượng mới đứng vững, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra, Độc Cô Mạc Trác làm sao bị đánh bay? Đám người kinh ngạc vô cùng, Độc Cô Mạc Trác không phải thông qua cửu trọng hồn giới à, làm sao cả người đột nhiên bị đánh bay. Có vẻ như hồn giới lại khôi phục như thường. Có người mở miệng nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cửu thải hồn giới quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tốc độ khôi phục cũng quá nhanh,
khó trách Độc Cô Mạc Trác đều không phản ứng kịp. Khóe miệng Mộ Dung Lãng Trần có chút co lại, một màn này tương tự biết bao, trước đó bản thân không phải cũng là bị hồn giới đánh bay sao. Hỗn trướng, Độc Cô Mạc Trác hét giận dữ một tiếng, lấy thất tinh tuyển cơ xích mở đường lần nữa hướng về cửu thải hồn giới đánh tới, hắn thấy, chỉ cần có khe hở trong nháy mắt là hắn có thể xông vào tầng thứ 9. Phốc một tiếng, màn sáng cửu thải lần nữa xé mở một đường vết rách, bất quá cơ hồ không có bất kỳ khoảng cách thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể Độc Cô Mạc Trác lần nữa bị đụng bay, sắc mặt hắn khó xử vô cùng, đầu như trống lúc lắc đung đưa, không có khả năng, không có hồn giới nào thất tinh tuyển cơ xích không phá nổi. Xác thực không có hồn giới nào thất tinh tuyển cơ xích không phá nổi, bất quá cũng không có bổ thiên hồn văn nào không khôi phục được hồn giới. Cách đó không xa, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Vừa nghĩ tới 20 ức cực phẩm hồn thạch sắp tới tay, Tiêu Phàm liền có chút kích động, cho dù là hắn, 20 ức cực phẩm hồn thạch cũng là một đống lớn. Độc Cô Mạc Trác thập phần không cam lòng, hắn thử nghiệm vài chục lần, mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút xíu liền xông vào hành lang tầng thứ 9, nhưng chính là một chút liền tựa như một cái hào rộng không thể vượt qua. Sau nửa ngày, Độc Cô Mạc Trác mặt xám như cho ngồi dưới đất, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, 10 ức cực phẩm hồn thạch mất đi hắn ngược lại không quan trọng, nhưng thần binh thất tinh tuyển cơ xích nhất định không thể mất. Mất thất tinh tuyển cơ xích, Độc Cô Mạc Trác tất nhiên sẽ mất đi cơ hội người thừa kế gia chủ, đối với những thiên tài bọn hắn mà nói, mất đi tư cách người thừa kế gia chủ cũng tương đương với tử hình. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, các ngươi. Thanh âm Sở Vân Bắc tùy tiện vang lên, vừa nghĩ tới sắp mất thất tinh tuyển cơ xích, hắn liền không nhịn được kích động. Sắc mặt ba người Mộ Dung Lãng Trần cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người thử nghiệm nhiều lần, bọn hắn không có thất tinh tuyển cơ xích căn bản không động được cửu thải thiên hồn trận. Các ngươi thua. Thanh âm Sở Vân Bắc đạm mạc vang lên, hắn lần thứ hai vượt qua cửu thải thiên hồn trận, xuất hiện ở vị trí bình đài tầng thứ 8. Không, ta không thua. Độc Cô Mạc Trác đầu không ngừng đung đưa, hai mắt có chút hoang mang lo sợ. Không sai, chúng ta còn không có thua, cái này so với đấu lại không có thời gian hạn chế, chỉ cần chúng ta không nhận thua, ngươi liền không có thắng. Mộ Dung Lãng Trần cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Thật đúng là vô sỉ, chẳng lẽ còn phải chờ ngươi ở chỗ này đột phá chiến thánh đỉnh phong sao? Đám người xem thường nhìn Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung gia tộc vô sỉ ta cũng không phải biết rõ lần một lần hai. Thanh âm Sở Vân Bắc đạm mạc vang lên, bản thiếu gia đã sớm dự kiến đến các ngươi có thể như vậy, cũng may ta trước đó ký hiệp nghị, bên trên hiệp nghị có nói rõ, mỗi người đều có 3 lần cơ hội ra tay, các ngươi cũng đã xuất thủ vượt qua 4 lần, xem như ta cho các ngươi. Mộ Dung Lãng Trần mấy người bỗng nhiên lấy ra hiệp nghị, sau một khắc sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhanh đem 20 ức cực phẩm hồn thạch ra, còn có thất tinh tuyển cơ xích cho ta vẫn chờ đi tầng thứ 9 phẩm vị luân hồi huyết sắc. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói. Đám người Độc Cô Mạc Trác không cho, hắn liền ra tay đánh nhau. Nơi này là 25 ức cực phẩm hồn thạch, nhiều ra 5 ức, xem như chuộc thất tinh tuyển cơ xích. Độc Cô Mạc Trác tâm thần bình tĩnh, ném cho Sở Vân Bắc một cái hồn giới. Sở Vân Bắc quét mắt một vòng. Hồn thạch bên trong xác thực vượt qua 25 ức, bất quá hắn lại lắc đầu, 5 ức cực phẩm hồn thạch liền muốn mua một kiện thần binh, ngươi làm như ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua, kỳ thật 5 ức cực phẩm hồn thạch mua sắm một kiện thần binh, về giá cả mà nói đã miễn cưỡng không có trở ngại. Bất quá Sở Vân Bắc có thể nhìn ra, hiện tại Tiêu Phàm rất thiếu hồn thạch, lần này được cực phẩm hồn thạch nhiều, cuối cùng nhất định là Tiêu Phàm. Coi như đem thất tinh tuyển cơ xích đổi thành hồn thạch cũng sẽ cho Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc không phải người ngu, làm sao có thể bỏ lỡ thất tinh tuyển cơ xích đây? Sở Vân Bắc, ngươi thực một chút đường cũng không lưu lại sao? Độc Cô Mạc Trác khẽ cắn môi, hai mắt thiêu đốt lên nhuốm máu màu đỏ tươi. Hồng hộc, lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên một vệt sáng xẹt qua hư không, cánh tay Độc Cô Mạc Trác cầm thất tinh tuyển cơ xích đột nhiên ném lên. Ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền đến. Sau một khắc, ánh mắt đám người toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Tiêu Phàm, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, làm ra một kiếm. Sau đó thân thể như yến bắn ra, một tay kia đem thất tinh tuyển cơ xích túm trong tay, về phần cánh tay Độc Cô Mạc Trác,
Tiêu Phàm như ném rác rưởi ném ở một bên. Nếu như Tiêu Phàm tàn nhẫn một chút liền có thể trực tiếp phế hắn một tay, căn bản không cho hắn cơ hội tiếp trở về. Cái quái gì, không phục liền chiến. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Độc Cô Mạc Trắc, tiện tay đem thất tinh tuyển cơ xích trong tay ném cho Sở Vân Bắc, thản nhiên nói, nhị thiếu, của ngươi. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhớ kỹ ở khuôn mặt này, dám cắt một tay Độc Cô Mạc Trắc nịnh nọt Sở Vân Bắc, không phải người ngu chính là tên điên. Đa tạ kiếm huynh. Sở Vân Bắc cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán làm cho chấn kinh, đây chính là Độc Cô Mạc Trắc đó, Tiêu Phàm cũng dám trực tiếp đoạn hắn một tay. Tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Độc Cô Mạc Trắc gào thét một tiếng, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cút, Tiêu Phàm lại gầm thét một tiếng, một chỉ bắn ra, cánh tay trên mặt đất kia trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung. Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tử này thật đúng là vô cùng tàn nhẫn, vậy mà hủy một cánh tay của Độc Cô Mạc Trắc, nhất định chính là tự tìm cái chết rồi, coi như Sở Vân Bắc cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Khiến đám người càng kinh ngạc là, Tiêu Phàm quát một tiếng như vậy, Độc Cô Mạc Trắc lại lộ ra vẻ sợ hãi, lách mình hướng về một bên thối lui, tựa như chuột nhìn thấy mèo. Chẳng lẽ tiểu tử này mạnh như vậy, không phải chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ sao? Các hạ thật đúng là quá phách lối. Cũng quá không đem Độc Cô gia tộc ta để ở trong mắt. Đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Vừa dứt lời, một đạo khí thế đáng sợ phô thiên cái địa cuốn tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trung niên 40 mấy tuổi cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, vừa nãy chính là hắn đối với Tiêu Phàm thi triển linh hồn công kích. Cút, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là gầm lên một tiếng, đồng thời, linh hồn uy áp chiến thánh cảnh đỉnh phong xông thẳng nam tử trung niên đi. Phốc, nam tử trung niên cảm giác như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp đâm vào phía trên vách tường, một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Độc Cô Mạc Trắc trợn tròn mắt. Nam tử trung niên kia là Độc Cô gia tộc phái tới bảo hộ hắn. Thực lực đến gần vô hạn chiến thánh đỉnh phong, vậy mà bị Tiêu Phàm quát lui. Tiêu Phàm rõ ràng là một chiến thánh cảnh sơ kỳ, thực lực hắn làm sao khủng bố như vậy? Vừa nãy là linh hồn uy áp, ngươi là linh hồn thần tu. Lăng Ngạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Thân làm con cháu cổ tộc, bọn hắn tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật người khác không biết. Đối với thần tu, Lăng Ngạo đám người tự nhiên rõ ràng. Loại người này tu vi có lẽ rất thấp, nhưng linh hồn cường độ lại thập phần cường đại, coi như chiến thánh cảnh sơ kỳ đánh bại chiến thánh đỉnh phong cũng có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia không sẵn sàng, bằng không mà nói, muốn vượt giai chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần tu cùng thể tu so sánh, cùng giai chiến đấu mà nói đầy đủ nhất định ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy, bằng không mà nói, phần lớn người đều sẽ lựa chọn thần tu. Bất quá nói trở lại, tu luyện thần tu so với thể tu gian nan hơn, không phải người bình thường có thể thành công, bằng không cũng không có 8-9 phần 10 người đi lựa chọn thể tu. Thần tu, đám người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người không tự giác lui ra phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Kiếm huynh, ngươi thực sự là thần tu. Sở Vân Bắc ngữ khí có chút phát run, hắn phát hiện, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng nhiều. Mang cho hắn kinh ngạc cũng càng nhiều. Chiến thánh cảnh lấy đâu ra thần tu? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không muốn bị người khác xem như quái vật đối đãi. Không sai, chân chính thần tu chỉ có đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết mới có tư cách xưng hô như vậy, đáng tiếc, muốn đột phá chiến thần cảnh lại gian nan biết bao. Sở Thanh Dương thở dài một hơi. Đối với phần lớn người mà nói, chiến thánh cảnh đỉnh phong đều là một đạo lạch trời. Muốn đột phá chiến thần cảnh, cơ hồ là không có khả năng. Chí ít hơn ngàn năm thời gian đến nay hắn còn chưa từng nghe nói qua có người đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Ánh mắt mấy người Độc Cô Mạc Trắc lấp lóe không yên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ, bọn hắn biết rõ hôm nay nhất định là không thể lấy về mặt mũi. Chẳng lẽ liền như vậy, cái kia không có khả năng, Độc Cô Mạc Trắc hắn dù sao cũng là một trong người thừa kế gia chủ Độc Cô gia tộc. Ở chỗ này bị người chạm một tay, làm sao có thể nhẫn?
Sở Vân Bắc, lần này đánh cược ta nguyện chịu thua, bất quá người Sở gia ngươi dám cắt ta một tay, Độc Cô gia tộc ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Độc Cô Mạc chắc chỉ có thể lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ, Thất Tinh Tuyển Cơ Xích là không có khả năng cầm về, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm đòi lại một chút mặt mũi. Ta không phải người Sở gia. Sở Vân Bắc còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm lại cười nhạt lắc đầu. Ngươi không phải người Sở gia. Độc Cô Mạc chắc nghe vậy, kém chút không phun huyết, lửa giận xen lẫn nhìn Tiêu Phàm. Nam vực, kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thập phần nghiêm túc nói. Đã không phải Sở gia, có thể chết. Độc Cô Mạc chắc quát ầm lên, đưa tay vung lên, Vân Thúc, giết hắn. Trước đó bị Tiêu Phàm đánh bay, nam tử trung niên thấy thế lau máu tươi khóe miệng, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Mặc dù linh hồn cường độ Tiêu Phàm mạnh hơn hắn, nhưng hắn chỉ cần cẩn thận phòng bị, Tiêu Phàm cũng khẳng định không làm gì được hắn. Về phần thực lực, hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một chiến thánh cảnh sơ kỳ sao? Người trẻ tuổi, cho ngươi một cơ hội tự sát, như thế còn có thể lưu lại toàn thây. Đối với thực lực bản thân, nam tử trung niên vẫn là cực kỳ tự tin. Trên người hắn phóng một cỗ khí thế như có như không, tu sĩ bốn phía nhao nhao lui lại. Tiểu tử này cường độ linh hồn mặc dù không tệ, nhưng thực lực vẫn là quá thấp. Đám người âm thầm lắc đầu, bọn hắn nhìn ra được, Tiêu Phàm hẳn phải chết chắc. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, chiến thánh cảnh trung kỳ hắn đã không để vào mắt, về phần chiến thánh hậu kỳ, sau khi Tiêu Phàm phong ấn bản thân còn không có chân chính động thủ một lần. Hắn cũng rất muốn thử nghiệm một cái, điều kiện tiên quyết mình ở không sử dụng thủ đoạn thì ranh giới cuối cùng ở đâu. Muốn chiến liền chiến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mở bàn tay, bạch sắc Tu La Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, để tránh bại lộ thân phận, Tu La Kiếm cũng không biến thành huyết sắc. Bất quá, Tu La Kiếm vẫn tản ra sát khí như có như không, đám người chung quanh nhìn Tu La Kiếm trong tay Tiêu Phàm, trên người nổi da gà. Sát kiếm thật đáng sợ, cái này cần tiêm nhiễm bao nhiêu máu tươi sinh linh. Ta cảm giác được dưới chuôi kiếm này là một mảnh Tu La tràng. Đám người kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm, nếu như trước đó Tiêu Phàm còn đạm nhiên như gió, hiện tại hắn nghiễm nhiên chính là một hung thần, tùy thời đều có thể đại khai sát giới. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Đây là sự tình của ta. Tiêu Phàm lắc đầu, Tiêu Phàm hắn không gây sự, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình, vừa vặn hắn hiện tại cần xác minh một chút đồ vật trong lòng. Chiến thánh hậu kỳ có lẽ đáng sợ, nhưng còn dọa không đến Tiêu Phàm. Đã cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ, vậy liền để ngươi hài cốt không còn. Nam tử trung niên cười lạnh liên tục, sau đó chào hỏi không đánh, đột nhiên đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Mặt mũi là bản thân giành lấy, không phải dựa vào người khác cho. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, thân thể như yến tung bay lên, lách mình xuất hiện ở bên ngoài Thiên Thánh Lâu. Ở Sở gia cổ thành, Tiêu Phàm có thể đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng tạm thời hắn còn không dám đắc tội Sở gia, nếu hủy Thiên Thánh Lâu, đến thời điểm không may chính là hắn. Đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nhất định có thể hủy Thiên Thánh Lâu. Muốn chạy, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cũng vội vàng truy ra ngoài, từ bên ngoài xâm nhập Thiên Thánh Lâu rất khó, nhưng từ Thiên Thánh Lâu rời đi lại rất dễ dàng. Ra ngoài nhìn xem, Sở Vân Bắc khẽ quát một tiếng, lạnh lùng chừng mấy người Độc Cô Mạc chắc một cái. Liền hướng lấy ngoại giới bay đi. Ngoại giới, nam tử trung niên trong nháy mắt ngăn lại đường đi Tiêu Phàm, một quyền thẳng đến ngực Tiêu Phàm, một cỗ chí hàn trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, khủng bố hàn khí băng phong thiên địa, Tiêu Phàm bỗng cảm giác bản thân không thể động đậy. Lạnh, Tiêu Phàm không khỏi run run, người này không hổ là chiến thánh hậu kỳ, lĩnh ngộ thiên địa chi ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh. Loại lạnh này đến từ cốt tủy bên trong, trừ gặp gỡ Long Vũ, đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm gặp gỡ băng hàn chi khí đáng sợ như thế. Phá, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm trong tay run lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, sắc bén chi khí phách tuyệt thiên địa. Theo kiếm khí điên cuồng nở rộ, băng tinh nổ tung đầy trời, băng xương chi khí khuấy động, cỗ lạnh ý bao phủ Tiêu Phàm tiêu tán không ít. Nguyên lai có chút cân lượng, dạng này mới có chút ý tứ, nếu là ngược sát ngươi, ta cũng không có hứng thú gì.
Nam tử trung niên nhe răng cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn lần thứ hai đập ra, từng đạo băng tinh lạnh lẽo hung mãnh đánh ra, những nơi đi qua, hàn băng chi khí quét sạch đầy trời, hư không đều bị kết thành vô số hàn băng. Không gian quanh thân Tiêu Phàm trong nháy mắt hóa thành thế giới băng tinh, hàn khí tập kích người đáng sợ đến cực hạn. Chân hắn giẫm kiếm bộ, nhanh chóng xuyên toa trong thế giới băng tinh, không dám lưu tại chỗ, tu la kiếm trong tay thỉnh thoảng vũ động, từng đạo kiếm khí phá băng tiến lên. Oanh, két tiếng va chạm kịch liệt thỉnh thoảng vang lên, băng tinh không ngừng nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phương vô cùng cuồng bạo, không ít tu sĩ gặp nạn. Thật mạnh, không hổ là cường giả chiến thánh hậu kỳ. Đám người nhao nhao lui lại, không ít người thân thể bị băng tinh mảnh vụn xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Y phục Tiêu Phàm cũng phá toái không ít, bất quá hắn vẫn không có thi triển lực lượng u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn. Hắn phát hiện bản thân không có sử dụng những lực lượng khác, trong lúc nhất thời cực kỳ không thích ứng, hơn nữa thực lực cũng giảm nhiều. Bất quá chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm mới biết rõ mình tiến bộ không lớn bao nhiêu, lúc không cần mượn những lực lượng khác có thể vượt giai chiến đấu, đó mới là thiên tài chân chính. Vẻn vẹn chỉ có sức chạy trốn sao? Nam tử trung niên cười lạnh, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, hắn đối với thực lực bản thân càng thêm tự tin. Vân Thúc, không nên giết hắn, trước lột da hắn, một đao cắt huyết nhục hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Độc Cô Mạc chắc hét lớn. Ngay từ đầu coi Tiêu Phàm là người sở gia, hắn còn có cố kỵ, hiện tại biết rõ thân phận Tiêu Phàm, một tu sĩ nam vực, hắn thật đúng là không để trong mắt. Giết liền giết, cũng không người nào sẽ vì hắn nói câu nào. Tam thiếu yên tâm, giết hắn liền đơn giản như giết một con gà. Nam tử trung niên cười khẽ, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, phạm vi 300-400 trượng xung quanh lại đông kết thành băng xương, nghiễm nhiên chính là một mảnh băng xương địa ngục. Ngoại giới, toàn bộ tu sĩ bị ngăn cản ở ngoài, chỉ đem Tiêu Phàm bao phủ vào, rất nhiều người đã phỏng đoán kết cục Tiêu Phàm. Bên trong băng xương, bên ngoài thân Tiêu Phàm cũng bao trùm lấy một tầng hàn băng, hắn thúc giục một giọt tu la thần lực để huyết mạch triệt để sôi trào lên, không đến mức để cỗ hàn ý này ảnh hưởng đến hành động bản thân. Giống, một tiếng gầm nhẹ từ đầu vai Tiêu Phàm truyền đến, lại là Tiểu Kim buồn ngủ mở ra hai mắt. Hơi có chút khó chịu nam tử trung niên quấy dày giấc ngủ. Chỉ một thoáng, Tiểu Kim há miệng hút vào, hàn khí đầy trời toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng, ngay cả băng tinh cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng to lớn, bộ lông màu trắng quanh thân Tiểu Kim nhìn qua càng thêm mềm mại. Nhìn thấy hàn khí đầy trời biến mất, ánh mắt nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào trên người Tiểu Kim, con mèo gì đây? Giống, Tiểu Kim gầm thét. Từng hồi long ngâm, lôi âm cuồn cuộn, tựa như thập phần khó chịu nam tử trung niên nói nó là mèo, sau đó hướng Tiêu Phàm khoa tay mấy lần. Hắn quấy dậy ngươi ngủ, ngươi muốn làm thịt hắn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tiểu Kim, sau đó lại quét mắt một vòng nam tử trung niên. Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nhìn không thấu Tiểu Kim, mặc dù Tiểu Kim chỉ là cửu giai sơ kỳ, nhưng nó được huyết thần long truyền thừa, trời biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Nếu nó tự tin như vậy, đoán chừng ứng phó nam tử trung niên chiến thánh cảnh hậu kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu súc sinh, ta muốn dùng thịt ngươi nấu canh. Nam tử trung niên tức giận, lại bị một con mèo xem thường, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Giống, Tiểu Kim phẫn nộ gào thét một tiếng, thanh âm thập phần to lớn, bốn phía băng tinh đều chấn vỡ ra, cùng lúc đó, thân thể Tiểu Kim đột nhiên biến mất tại chỗ, khi nó lần nữa xuất hiện đã là trước người nam tử trung niên. Một cái móng vuốt sắc bén hướng về nam tử trung niên vung mạnh xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Băng phong, nam tử trung niên dù sao thực lực cũng là chiến thánh hậu kỳ, lực phản ứng cực nhanh, hàn khí cuồn cuộn từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, đông kết hư không. Phốc phốc, quỷ dị là hàn khí cực lạnh trước mặt Tiểu Kim lại như là không có gì, móng vuốt nó dị thường sắc bén, trực tiếp xé mở lồng ngực nam tử trung niên, máu tươi chảy ra. Đó là cái gì? Băng tinh biến mất, đám người bốn phía cũng rốt cục nhìn thấy một màn Tiểu Kim công sát nam tử trung niên nơi xa, tất cả mọi người bị thực lực Tiểu Kim cường hoành làm cho chấn kinh. Trong lòng rất nhiều người run lên bần bật, nguyên bản bọn hắn coi là trên đầu vai Tiêu Phàm chỉ là mèo con, chỉ là một đầu sủng vật mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới thực lực Tiểu Kim khủng bố như thế nào.
càng kinh ngạc phải kể tới Dịch Bằng, hắn trước đó còn vì một nữ nhân cưỡng ép Tiêu Phàm đem tiểu kim bán cho hắn, bởi vậy còn phạm tội với Sở Vân Bắc. May mắn là Tiêu Phàm không có tìm hắn để gây sự, hiện tại hồi tưởng một cái, sắc mặt Dịch Bằng trắng bệch vô cùng, cũng may lúc ấy sủng vật Tiêu Phàm không có động thủ, bằng không làm sao chết đều không biết. Dịch Bằng cũng rốt cục biết rõ, trên đời này có chút đồ vật không thể dùng hai mắt để cân nhắc, liền tựa như tiểu kim, ai có thể nghĩ đến nó sẽ đáng sợ như thế đây. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nam tử trung niên tại hư không hốt hoảng chạy trốn, hắn máu me khắp người, toàn thân đều là trảo ấn màu đỏ tươi. Trước mặt tiểu kim, hắn cơ hồ chỉ có chạy trốn, hoàn toàn không có chỗ phản kháng, hơn nữa cho dù chạy trốn cũng trốn không thoát móng vuốt tiểu kim. Tiêu Phàm cũng bị thực lực tiểu kim làm cho chấn kinh, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía Độc Cô Mạc Trác nơi xa, sắc mặt Độc Cô Mạc Trác có chút tái nhợt. Sau đó, Tiêu Phàm lăng không dạo bước hướng về Độc Cô Mạc Trác đi đến, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở bên Độc Cô Mạc Trác. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Độc Cô Mạc Trác bị dọa phát sợ, vội vàng hướng về sau. Ngươi vừa nãy không phải kêu gào rất lợi hại sao? Để hắn giết ta, trước lấy ra ta, một đao cắt huyết nhục ta, còn muốn ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm giống như cười mà không cười nói ra, nụ cười kia thập phần khó coi, làm cho người ta toàn thân nhịn không được nổi da gà. Không, ta không phải nói ngươi. Độc Cô Mạc Trác liền vội vàng lắc đầu, nếu như là chiến thánh tiền kỳ, hắn tuyệt đối không nhìn. Nhưng Tiêu Phàm khủng bố, hắn là tận mắt chứng kiến, đường đường là chiến thánh trung kỳ căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Ta tương đối nhân từ, đã không lấy ra ngươi, cũng không từng đao cắt lấy thịt ngươi, chỉ muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nói một mình, căn bản không nghe Độc Cô Mạc Trác nói. Đám người nghe vậy, trong lòng rung động kịch liệt, giết Độc Cô Mạc Trác coi như tương đối nhân từ. Người này thật đúng là vô cùng bá đạo, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, so với Độc Cô Mạc Trác từ từ đem Tiêu Phàm dằn vặt đến chết, hắn xác thực tính là nhân từ. Kiếm huynh, cách đó không xa Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm động sát ý, muốn ngăn cản, nếu như Độc Cô Mạc Trác chết ở chỗ này, không may cũng không chỉ là Tiêu Phàm, khả năng còn có Sở gia. Ta nếu giết hắn, người Độc Cô gia tộc bao lâu mới có thể chạy tới? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Độc Cô gia tộc thân ở Bắc Vực, coi như giết chết hắn cũng phải chừng 2 tháng thời gian. Sở Vân Bắc suy nghĩ một chút nói. Vậy đủ rồi. Tiêu Phàm gật đầu, thời gian hơn 2 tháng, Vạn Thánh Dược Điển đoán chừng đã xong, đến thời điểm đó Tiêu Phàm chưa hẳn còn ở Sở gia cổ thành, coi như giết chết hắn thì như thế nào đây? Thử ngâm, một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời, liền hư không trong nháy mắt đều bị xé nát. Đám người chỉ thấy một đạo kiếm màu trắng lóe qua, kiếm quang lại vĩnh viễn lạc ấn chỗ sâu trong óc bọn hắn. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là hình dung đám người đối với đạo kiếm quang này, sát na kia chính là vĩnh hằng. Mà khi đám người dọc theo phương hướng kiếm mang kia vào tới nhìn lại, lại nhìn thấy trong hai mắt Độc Cô Mạc Trác đều là vẻ sợ hãi, sau đó chậm rãi ngây dại ra. Phốc, một tiếng vang giòn. Thân thể Độc Cô Mạc Trác đột nhiên từ trung gian một phân thành hai, huyết vũ vẩy ra hư không. Đường đường một trong người thừa kế gia chủ cổ tộc Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc Trác, chết. Ttt thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, con người rất nhiều người kịch liệt co rút lại, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm cường thế cùng hung ác làm cho chấn kinh. Đây chính là một trong người thừa kế Độc Cô gia tộc, vậy mà hắn giết, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không sợ Độc Cô gia tộc trả thù sao? Tam thiếu, nam tử trung niên nơi xa gầm thét, hắn được Độc Cô gia tộc phái tới bảo hộ Độc Cô Mạc Trác, nhưng hiện tại, Độc Cô Mạc Trác vậy mà chết. Coi như tiểu kim không giết hắn, Độc Cô gia tộc cũng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ vậy, nam tử trung niên gần như điên cuồng lên. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, nam tử trung niên bỗng nhiên bốc cháy lên bạch sắc khí diễm, điên cuồng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiểu kim đã bị hắn ném qua một bên. Hắn hiện tại muốn làm chính là giết chết Tiêu Phàm báo thù cho Độc Cô Mạc Trác, đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Nhìn thấy nam tử trung niên đánh tới, lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, vừa mới một kiếm chém giết Độc Cô Mạc Trác cũng làm cho hắn càng thêm tự tin một kiếm kia. Sát na phương hoa, mắt thấy nam tử trung niên sắp tới gần, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu,
Tu La kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên, hắn tựa như chỉ làm một cái động tác xuất kiếm đơn giản. Một kiếm này không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất kỳ kiếm đạo ý chí, thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể bắt được, hoàn toàn chỉ là một kiếm bình thường nhất. Nhưng chính là một kiếm này khiến người ở đây đều cảm giác được tử vong uy hiếp, bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào thi triển ra một kiếm này. Nhanh, là định nghĩa tất cả mọi người đối với một kiếm này, dù là tốc độ chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Rõ ràng chỉ là một kiếm giản dị tự nhiên, nhưng mọi người lại phát hiện, một kiếm lại ẩn chứa một cỗ khí thế tuyệt thế sắc bén, ngưng tụ bản thân tinh khí thần tu sĩ. Hồng hộc một tiếng, kiếm quang đâm rách cửu tiêu, dường như chém ra thiên địa, chỉ thấy thân hình nam tử trung niên Độc Cô gia tộc đột nhiên ngưng một cái. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện mi tâm hắn vỡ ra một đường vết rách, máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, thân thể hắn bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Chiến thánh cảnh hậu kỳ cứ như vậy chết, một kiếm kia giống như tên sát na phương hoa, lại rất chuẩn xác, sinh mệnh tại thời điểm này nở rộ liền khô héo. Siêu việt hai cái tiểu cảnh giới giết người, hắn thực lực há không phải không kém gì thập đại yêu nghiệt. Lại một tên yêu nghiệt sinh ra, không đến mức ấy, hắn mặc dù chém giết chiến thánh hậu kỳ nhưng người Độc Cô gia tộc kia cũng bị thương nặng, bằng không mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể giết hắn. Ta nhớ thiên thánh lâu lâu chủ cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ đi, ngươi nhìn sắc mặt hắn, khẳng định cũng không có tự tin đón lấy một kiếm kia. Trong lòng đám người thật lâu không thể bình tĩnh, sau một lát, toàn trường triệt để sôi trào lên, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Tiêu Phàm. Ánh mắt bọn hắn hoàn toàn thay đổi, nếu như trước đó đối với Tiêu Phàm vẫn là khinh thường, như vậy hiện tại đối với Tiêu Phàm có chỉ là kính sợ. Lấy chiến thánh cảnh sơ kỳ chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ, phóng nhãn đông đảo cổ tộc cũng chỉ có 10 người có thể làm được, mà 10 người kia có một cái xưng hô, tên là thập đại yêu nghiệt. Sở gia Sở Vân Phi cũng chính là ca ca Sở Vân Bắc, chính là một người bên trong thập đại yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, người như vậy cũng chỉ có 10 người, có thể thấy thập đại yêu nghiệt khủng bố. Tiêu Phàm đối với ánh mắt kinh dị nhìn như không thấy. Hắn thu hồi trường kiếm, chậm rãi hướng về vị trí Sở Vân Bắc đi đến. Tiểu kim hóa thành một vệt sáng bay vụt mà tới, rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, giãn gân cốt một cái sau đó lại ngủ. Kiếm Hồng Trần, người giết Độc Cô Mạc Trác, người sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn cũng không phải đau lòng Độc Cô Mạc Trác chết, ngược lại có chút may mắn, kể từ đó, Độc Cô gia tộc là không có khả năng buông tha hắn. Không cần hắn xuất thủ, Tiêu Phàm cũng phải chết. Người có tin, ngay cả người ta cũng làm thịt. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một cái, đối với Mộ Dung gia tộc, hắn một mực đều không có ấn tượng tốt. Mộ Dung Tuyết gia tộc nếu như không phải cổ tộc Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý cũng sẽ không bị lôi ra cùng Diêm La Phủ hủy diệt, bút chướng này, sớm muộn sẽ muốn tìm trở về. Nghe được Tiêu Phàm nói, Mộ Dung Lãng Trần biến sắc. Quả thực là một cái dám cũng không dám phóng xuất, thực lực Tiêu Phàm có thể so với thập đại yêu nghiệt, muốn giết hắn, tuyệt đối không cần nhiều ra một kiếm. Hừ, Mộ Dung Lãng Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ ít mặt ngoài không muốn chịu thua. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người có chút không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, ba người không có ra mặt tiếp tục lưu chỗ này, mang theo cấp dưới rời đi. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn phát hiện. Bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngay cả Độc Cô Mạc Trác hắn đều dám giết. Nhị thiếu sợ sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng bạch sắc tản ra lạnh lẽo hàn quang. Sợ là có chút, bất quá nghĩ đến thu hoạch lần này, chút sợ ấy cũng không tính là gì, tiểu gia về sau cũng coi là người có thần binh. Sở Vân Bắc thản nhiên cười một tiếng, nhìn Thất Tinh Tuyển Cơ xích trong tay liền cười không ngậm miệng được. Đi, uống rượu. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, được 25 ức cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt. Thậm chí, thái độ hắn đối với Sở Vân Bắc cũng phát sinh cải biến vi diệu, chỉ ít trong mắt hắn, Sở Vân Bắc không có khó chịu như hắn tưởng tượng. Ta mời khách, ai cũng chớ cùng ta tranh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phàm mấy người nghênh ngang rời đi, chỉ cần hắn luyện hóa Thất Tinh Tuyển Cơ xích, về sau tầng thứ 9 thiên thánh lâu hắn đều có thể tùy ý xuất nhập.
Đám người nhìn bóng lưng Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc biến mất ở tầng thứ nhất Thiên Thánh Lâu, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người nhanh chóng rời đi, tin tức nơi đây cũng lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này, bên trong chỗ sâu một tòa tiểu viện Sở gia, bàn bên cạnh một cây tử đàn ngồi một đạo thân ảnh, đó là một nam tử trung niên hắc sắc cẩm bào, mặc dù cao tuổi nhưng khó nén khí chất phong thần như ngọc. Bên cạnh hắn đứng đấy một bạch bào thanh niên cũng liền 25-26 tuổi, hắn phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí vô địch. Cha, lần này Vạn Thánh Dược Điển làm sao mời người cổ tộc khác? Bạch bào thanh niên mở miệng nói. Hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên thở dài một hơi, đáp không chỗ hỏi, Vân Phi à, nếu để cho ngươi tiến về thần chi kiếp địa, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Sở Vân Phi ca ca Sở Vân Bắc, nam tử cẩm bào màu đen dĩ nhiên chính là phụ thân bọn hắn, cũng chính là Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu. Thần chi kiếp địa, Sở Vân Phi kinh ngạc vô cùng, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, thậm chí còn có chút nồng đậm hướng tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.